Y đạo quan đồ. Chương 116, cứ như vậy đi. Trương Dương vừa ra ngoài cả đám tướng lĩnh cấp dưới sở chấn Nam đều đồng loạt đứng lên, từ hành động này có thể thấy tình cảm trong quân đội thường sâu nặng nhường nào, dù rằng sở trấn Nam chỉ là thủ trưởng cũ nhưng họ vẫn quan tâm kính nể như cũ. Trong số họ Trương Dương chỉ nhận ra mỗi vợ chồng tạ trí quốc cùng Lâm Tú. Trương Dương chủ động chào hỏi, Lâm A Di vẫn khỏe chứ? Lâm Tú gật đầu đáp lại, thực ra nàng vẫn tưởng yên nhiên phải chặt đứt quan hệ với Trương Dương từ lâu rồi mới phải, thực nghĩ không ra hiện giờ thằng nhãi này lại xuất hiện ở đây. Nghĩ đến đây nàng cũng chỉ còn biết âm thầm thở dài, xem ra duyên phận hai đứa nhỏ này đã được định trước, dù muốn cũng không dứt bỏ được. Lâm Tú nhỏ giọng hỏi Trương Dương về bệnh tình của Sở Trấn Nam, Trương Dương cũng sơ lược nói lại cho mọi người biết, lúc sau Sở Yên Nhiên cũng đi ra bắt chuyện với mọi người. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương để ý thấy Tống Hoài Minh đã rời đi từ lúc nào không biết. Hồng Trường Vũ được lệnh của thủ trưởng nên định sắp xếp để Trương Dương nghỉ lại nhà khách quân khu. Trương Dương cũng lựa lời từ chú ý tốt của hắn, tỏ ý muốn được ở gần bệnh viện, cũng là để tiện chữa bệnh cho sở Trấn Nam. Vừa tới bãi đỗ xe, Trương Dương liền thấy Tống Hoài Minh đang đứng đó hút thuốc, bộ dạng giống như đang trầm tư suy nghĩ, lại giống như đang đợi người. Thấy Trương Dương tới, Tống Hoài Minh giết thêm một hơi nữa rồi vứt đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác tiếp đó mỉm cười nói, ngươi là Trương Dương. Trương Dương gật đầu, trong lòng thì suy tính xem nên xưng hô với vị nhạc phụ tương lai này thế nào. Nhưng mà nếu để Tống Hoài Minh biết hắn không phải là vị nhạc phụ duy nhất của thằng nhãi này, sợ rằng dù có là bí thư thị ủy, dù tâm trí hắn có kiên định đến mấy cũng phải cởi giày đập cho thằng nhãi kia một trận. Trương Dương nho nhã lễ phép đáp lại, Tống Bí Thư. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy, cứ gọi một tiếng Tống Thúc Thúc là được rồi ngươi là bằng hữu của yên nhiên vậy cứ coi ta như người nhà là được rồi thái độ hòa nhã dễ gần của tống hoài minh liền chiếm được cảm tình của trương dương xem ra hắn ta cũng là người biết đối nhân xử thế nhưng chẳng hiểu sao yên nhiên lại mâu thuẫn gây gắt với hắn đến vậy lại nhớ tới lần trước sở yên nhiên từng kể vì công danh sự nghiệp mà hắn đang tâm làm hại mẹ nàng nghĩ đến đây trương dương liền cảm thấy nên đề phòng con người này một người vì chiến tích mà đẩy chính người vợ mình vào chỗ nguy hiểm thì có đáng để người khác xem trọng không? Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, nghe nói ngươi là bác sĩ sao? Trương Dương khiêm tốn trả lời lại, không phải bác sĩ, mà là thầy lang. Tống Hoài Minh ha hả cười lớn, cười xong hắn lại thấp giọng hỏi tiếp, vậy bệnh tình nhạc phụ ta thế nào? Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, sức khỏe ông ấy rất tốt, xem chừng khoảng một tuần sau là có thể khôi phục bình thường. Tống Hoài Minh nghe mà giật mình kinh ngạc, Trước đó hắn đã từng hỏi qua bác sĩ điều trị cho nhạc phụ, theo những chuẩn đoán ban đầu thì muốn bình phục lại như trước thì chỉ ít cũng phải mất nửa năm. Vậy mà tiểu tử này chỉ nói mất có một tuần, cho dù có bản lĩnh thực sự thì cũng chỉ là khoe khoang. Tuy rằng không phải là bác sĩ nhưng Tống Hoài Minh cũng có chút kiến thức cơ bản về y học, chữa hoàn toàn bệnh nhồi máu mạch máu não trong một tuần chỉ trong một tuần sau. Chỉ là ảo tưởng. Tuy trong lòng thấy khó chịu khi nghĩ Trương Dương dám ăn nói hàm hồ nhưng ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, không biểu lộ chút sắc thái nào. Hắn chuyển chủ đề hỏi tiếp, "Trương Dương, hiện giờ ngươi đang công tác ở đâu?" "Hiện tại đang công tác ở văn phòng đại diện huyện Xuân Dương trên Bắc Kinh." Trương Dương cũng thành thành thật thật khai rõ, dù sao người ta cũng là nhạc phụ tương lai, biểu hiện tôn kính một chút, chiếm được cảm tình của hắn một chút, vậy sau này sẽ dễ nói chuyện hơn khi cướp con gái của hắn. Tống Hoài Minh gật đầu cười nói, "Lúc nào rảnh rỗi thì tới Tĩnh An chơi." nói xong hắn cáo tử rồi chui vào chiếc Audi của mình. Trương Dương cũng chậm rãi đi đến chỗ để xe mình, ngồi trong xe, Tống Hoài Minh hơi ngẩn người một chút khi thấy Trương Dương chui vào chiếc Mercedes đen bóng. Một tiểu cán bộ cấp phó huyện mà lại có Mercedes sao? Quả thực tiểu tử này khiến hắn phải kinh ngạc không ít, nhịn không được hắn phải liếc mắt nhìn chiếc xe kia một chút bởi vì ngày mai còn phải tới chữa bệnh cho sở Trấn Nam nên Trương Dương thuê một phòng nghỉ lại qua đêm tại khách sạn Long Giang nằm đối diện với bệnh viện. Tắm rửa qua loa xong nhìn đồng hồ đã là 10 giờ rưỡi, nhìn di động một chút liền thấy năm cuộc gọi nhỡ mà tất cả đều của sở yên nhiên gọi tới. Trương Dương cuốn quyết gọi lại, ngay lập tức thanh âm mềm mại dịu dàng của sở yên nhiên phía đầu dây bên kia truyền tới, người đang ở đâu vậy? Đang ở khách sạn Long Giang phía đối diện bệnh viện. Đã ăn gì chưa? Chưa, được rồi vậy tới thương phẩm hàn xá phía đông khách sạn long giang đi ta đợi ngươi bỏ điện thoại xuống chẳng hiểu sao trương dương lại cảm thấy kích động đến vậy cố gắng ổn định lại tâm tình rồi nhanh chóng mặc quần áo nhìn trong gương trương dương thấy rõ sự vui mừng cùng chờ mong trong mắt minh lúc này trương dương mới nhận ra tình cảm của hắn dành cho sở yên nhiên không những không phai nhạt vì bị chia lìa mà càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt hơn thương phẩm hàn xá tuy không lớn nhưng danh tiếng cũng rất khá đã muộn như vậy mà cũng không ít khách đang ăn uống hoặc nói chuyện hàn huyên. Lúc Trương Dương tới thì Sở Yên Nhiên đã đặt một phòng trên lầu và gọi món ăn ra đợi trước chỉ có điều trên bàn lại chẳng có chai rượu vang nào cả chỉ có mỗi bình nước chanh to tướng bên cạnh bàn. Trương Dương vui cười hớn hở kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với Sở Yên Nhiên rồi quay lại cả tiếng gọi lớn, "Ông chủ, có rượu gì không?" Sở Yên Nhiên trừng mắt nói, "Không uống rượu, từ lúc ông ngoại bị trúng gió đến giờ thực sự nàng quá ác cảm với việc uống rượu." uống rượu chẳng có chút lợi ích gì chỉ có hại mình. Trương Dương cười khổ nói, ăn tiệc mà không có rượu sao mà vui được. Sở yên nhiên lạnh nhạt cầm bình nước chanh lên rót đầy cho Trương Dương một gốc, lạnh lùng nói tối nay uống nước chanh là được rồi. Trương Dương thâm tình nhìn thẳng mắt sở yên nhiên nhẹ giọng nói, nhà đầu, người làm tổn thương ta đó. Thấy vẻ mặt tươi cười vô tâm vô phế của hắn bỗng nhiên trong lòng sở yên nhiên cảm thấy ủy khuất không nói lên lời, vành mắt cũng đỏ sọng lên, Hai hàng lông mày cũng hơi cụp xuống, hai giọt nước mắt trong suốt rơi nhẹ vào giữa cốc nước. Trương Dương vội vàng với tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm xong không khỏi tấm tắc khen, "Mát thật." Đáng ghét, vừa mắng nàng vừa hung hăng cầm đúa gõ lên đầu hắn một cái thật đau, trong lòng thầm mắng cho chừa cái tội dám khi dễ mình. Trương Dương ôm đầu kêu thảm một tiếng, "Ta kháo, đánh ta thật sao?" "Đánh chết ngươi luôn." ai bảo lâu như vậy cũng không thèm gọi điện cho ta, càng nói nàng càng thấy ủy khuất hơn, hận không đánh hắn mấy cái thật mạnh nữa được. Có trời đất chứng giám, trời đất có lương tâm, người có lương tâm không? Đương nhiên ta có lương tâm, vừa nói trương dương vừa chuyển sang ngồi cạnh sở yên nhiên, nhẹ nắm bàn tay nhỏ xinh của nàng lên đặt lên tim mình nhẹ giọng nói, người sở đi, có phải lương tâm của ta rất to rất chân thật hay không? Sở yên nhiên xấu hổ vội vàng rụt tay về mắng nhẹ lưu manh cút đi, ngoài miệng thì vẫn tỏ ra giận dữ chứ thực ra lòng đã nguôi ngoai đi rất nhiều. lần thứ hai trương dương lại nhẹ nâng cánh tay nhỏ xinh của sở yên nhiên lên, lấy chiếc đồng hồ nhỏ trong túi áo ra chậm rãi đeo lên cổ tay nàng. chiếc đồng hồ này từ kiểu dáng đến màu sắc đều giống y hệt cái của cố giai đồng, mà cũng không chỉ có hai cái giống nhau, bận bên hồng công thằng nhãi này là một lô năm cái đồng hồ giống nhau y hệt, một cái đã tặng cho cố giai đồng, một cái nữa thì vừa rồi tặng cho sở yên nhiên. Còn ba cái còn lại là phần của Tả Hiểu Tình, Tần Thanh cùng Hải Lan. Thằng nhãi này vẫn cứ cho rằng mình không phải không biết chọn đồ, không biết tặng cái gì khác, mà hắn cho rằng tình cảm dành cho các nàng đều như nhau, không phân biệt ai nhiều ai ít, bởi vậy mới tặng các nàng đồ giống nhau, ý biểu đạt hắn đều thương yêu tất cả không bên trọng bên khinh. Chỉ có điều ba chiếc kia lúc này không thể để lộ ra được. Sở Yên Nhiên vẫn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn nhưng trong lòng lại thấy ấm áp không gì sánh được đây chẳng phải chứng minh hắn vẫn luôn nhớ đến mình hay sao? Trương Dương cười nói, chẳng là lần trước ta phải qua Hồng Kông xử lý chút chuyện, bởi vậy mới. Chắc là lại đi tìm cô ả à an nữ thần kia phải không? Mấy vấn đề này con gái luôn luôn rất nhạy cảm, bất kỳ chuyện gì chỉ cần hơi dính dáng chút đều có thể suy diễn ra được. Trương Dương ra sức lắc lắc đầu cười khổ nói, là đi công tác mà. Trong tim người vẫn cho rằng ta là cái loại hoa tâm đó sao? Ngươi không phải như vậy sao? Đương nhiên không phải rồi. Thực sự Trương Dương không tài nào ăn tiệc mà uống nước chanh được, được hai hớp liền không chịu được phải kêu phục vụ đem mấy chai bia lên. Chỉ là lần này sở yên nhiên lại không ngăn cản, chỉ hơi liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Lúc sau nồi lẩu sôi sùng sục được bưng lên, sở yên nhiên nhẹ giọng nói, người ăn trước một chút đi, chưa ăn gì mà uống rượu vào không tốt cho sức khỏe. Từ Đông Giang xa như vậy tới đây mà cũng không chịu ăn gì. Trương Dương gật đầu thò đúa vào nồi gắp miếng sườn lợn béo ngậy lên đặt vào bát sở yên nhiên nói, người cũng ăn đi, ông ngoại đột nhiên bị trúng gió như vậy hẳn mấy ngày nay người cũng mệt muốn chết rồi còn gì. Hai người đều lặng lẽ bốn mắt nhìn nhau cảm nhận sự quan tâm của đối phương dành cho mình khóe miệng nhoẻn nụ cười hạnh phúc. Trương Dương lại nói tiếp, bệnh tình ông ngoại người cũng không nặng lắm, ngày mai ta tới châm cứu một lúc, chắc khoảng một tuần thì sẽ bình phục như cũ thôi. Chuyện kiếm hiệp phải nói rằng Sở Yên Nhiên gần như mù quáng trước y thuật của Trương Dương, chỉ cần Trương Dương nói có thể nàng liền tin tưởng vô điều kiện. Đột nhiên nàng nhỏ giọng chuyển chủ đề khác, "Lúc nãy ta thấy ngươi nói chuyện với hắn dưới lầu." Người mà Sở Yên Nhiên nhắc tới không ai khác chính là cha nàng Tống Hoài Minh. Trương Dương cũng không giấu giếm thành thật kể lại, "Thực sự hắn rất quan tâm tới bệnh tình của ông ngoại ngươi, còn hỏi ta một số thứ nữa." Sở Yên Nhiên cắn cắn môi dưới căm giận nói, "Ta hận hắn." Trương Dương cũng không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa, lại chuyển chủ đề khác nói, "Còn nhớ buổi tối lần chúng ta từ Tĩnh An về lại Xuân Dương không?" Sở Yên Nhiên nhẹ gật đầu, làm sao nàng quên được, từng giây từng phút ở bên cạnh hắn nàng đều luôn giữ kín trong lòng, mãi mãi không thể quên. Dạo gần đây nàng vẫn tự nhủ phải quên Trương Dương nhưng thủy chung nàng đều không thể quên được hắn, gương mặt hắn càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí nàng. Rồi đến khi ông ngoại bị trúng gió, Người đầu tiên nàng nghĩ đến lại là hắn, nàng nghĩ đến hắn không phải vì y thuật của hắn mà bởi vì những lúc cô đơn buồn khổ nhất nàng luôn mong muốn hắn ở bên cạnh an ủi, chăm lo quan tâm. Mà Trương Dương cũng không làm nàng thất vọng, chỉ cần nàng cần hắn luôn sẵn sàng có mặt bên cạnh nàng bất cứ lúc nào. Trương Dương thâm tình nhẹ giọng nói, "Yên Nhiên, mấy ngày nay ta đều nhớ đến ngươi." Sở Yên Nhiên hơi cúi đầu xuống tránh né ánh mắt tràn ngập xuân tình của hắn, nàng thấp giọng nói, "Mấy lần trước ta có tới Xuân Dương" Nhà máy chế biến thức ăn gia súc cũng sắp hoàn thành rồi, công thức chế biến cũng được bên đại học nông nghiệp Đông Giang giúp đỡ, cũng đã ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Chỉ có điều nguồn tiêu thụ thịt lợn hơi năm nay không được nhiều cho lắm. Trương Dương thực chẳng biết nói lời nào nữa, đang nói chuyện tình cảm mà nàng ta lại chuyển chủ đề về vấn đề làm ăn mà lại còn về lợn nữa chứ. Nếu như nàng ta đã không muốn nói chuyện tình cảm, Trương Dương cũng chỉ còn biết nén lòng cùng nàng ta nói mấy chuyện về heo lợn. Thực ra Sở Yên Nhiên cũng rất coi trọng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc này, sau khi cùng dì Lâm khảo sát lại tình hình thực tế liền đầu tư thêm khá nhiều vào nhà máy, biến nhà máy sản xuất thức ăn gia súc này thành nhà máy có quy mô lớn nhất ở Xuân Dương, thậm chí cả Giang Thành hay Kinh Sơn cũng chưa chắc có nhà máy nào lớn hơn. Trương Dương cũng biết khá rõ bối cảnh của Sở Yên Nhiên, khẳng định nguồn tiêu thụ cho nhà máy hẳn sẽ không vấn đề gì hắn cười cười trêu ghẹo thực không ngờ một cô gái xinh đẹp như ngươi lại chọn ngành công nghiệp căn nuôi heo đầy hứa hẹn này nghề nghiệp như thế nào đều không quan trọng chủ yếu là kiếm được lợi nhuận hay không có lẽ tư tưởng của ta hơi khác với tiểu trương chủ nhiệm trương dượng cười nói thực sự ta vẫn nhớ cái lần đó lần ở chuồng lợn ở xã hắc sơn từ đó mà ngươi thử nói xem lợn rừng với lợn nhà làm cái việc ấy ấy có phải sẽ đẻ được nhất nhiều lợn con hay không sở yên nhiên đỏ mặt hung hăng nhấc chân đá hắn mấy cái, trừng mắt liếc nhìn hắn nói, lưu manh. Mau tránh xa ta ra. Trương Dương ha hả cười lớn, chẳng phải lợn càng đẻ được nhiều càng thu được nhiều lợi nhuận hay sao. Mà ta thấy con người đôi khi còn không bằng lợn, lợn thì cổ vũ khuyên khích sinh con đẻ cái, con người thì lại toàn kế hoạch hóa gia đình. Sở yên nhiên đỏ mặt mắng nhẹ, người có thể không nhắc tới mấy vấn đề sinh con được không? Trương Dương trịnh trọng nói, "Trước đây ta là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã, vấn đề này cũng là sở trường của ta, nếu ngươi không cho ta nói nữa thì ta cũng sẽ không nói chuyện khác." "Tục tiểu, thật chẳng hiểu sao loại người như ngươi lại chui vào được đội ngũ cán bộ nhà nước được." "Nhà đầu, không nên đả kích ta nặng nề như vậy chứ. Tuy rằng ta ý chí kiên định tinh thần cứng rắn thế nhưng cũng cần người khác phải yêu thương chứ. Ngươi đánh ta 10 cái cũng phải hôn trả ta một cái." cho ta cảm nhận sự ngọt ngào khiến ta mới không quẫn trí mà đi tự vẫn sở yên nhiên cắn cắn môi dưới nói ai thèm cứu ngươi chứ trương dương ép sát gây áp lực hỏi tiếp ngươi có muốn cứu ta không ngươi là đồ hoa tâm thực ra ta cũng muốn kéo ngươi ra nhưng tự thấy ta không có cái năng lực này nếu như không cẩn thận lại bị ngươi kéo vào đó ta biết oán ai nữa chứ kéo vào thì vào chứ sao chiều cao cùng cân nặng ngươi đều không thua kém ta ngươi còn oán điểm gì cơ chứ? Tạo oán là oán ngươi hoa tâm, ngươi đâu phải chỉ kéo có mình ta mà còn bao nhiêu người nữa. Không chừng ngươi cũng chẳng biết có phải kéo tay ta nữa hay không. Càng nói nàng càng thấy ủy khuất hơn, hai hàng lệ cũng dưng dưng trực trào ra bất cứ lúc nào. Trương Dương lại nhẹ nâng bàn tay nhỏ xinh của sở yên nhiên lên. Dưới ánh mắt ôn nhu chan chứa tình cảm của hắn rốt cuộc nàng cũng không thể tức giận được nữa, nhưng nàng lại không cam lòng bỏ qua dễ dàng cho hắn như vậy được. đột nhiên nàng lại cúi đầu cắn một cái thật mạnh vào mờ u bàn tay trương dương. cho dù máu chảy, cho dù cảm giác đau nhức buốt đến tận óc nhưng trương dương cũng không kêu một tiếng mà vẫn chỉ ôn nhu nhìn nàng. sở yên nhiên buông tay hắn ra rồi lại nhào vào lòng hắn khóc nước nở. bao nỗi thương tâm nhớ nhung hắn bao ngày nay đều không kìm nén được nữa, nàng muốn khóc, khóc thật lớn, khóc để phát tiết hết tình cảm ra ngoài. Trương Dương lại nhẹ nâng bàn tay nhỏ xinh của sở yên nhiên lên. Dưới ánh mắt ôn nhu chan chứa tình cảm của hắn rốt cuộc nàng cũng không. Trương Dương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sở yên nhiên thấp giọng nói, yên nhiên, ta yêu ngươi. Mới sáng sớm sở Trấn nam đã dậy, vẫn cứ nóng ruột nằm đợi từng phú chờ Trương Dương đến. Hắn là người tính nết nóng nảy lại không thích ở yên một chỗ, nếu như bắt hắn phải nằm trên giường bệnh lâu như vậy hắn thả chết còn sướng hơn. Tối qua đi ăn với Trương Dương xong sở yên nhiên liền quay lại bệnh viện chăm sóc ông nội, nhìn nàng có vẻ mệt mỏi tiểu tùy. Sở Trấn Nam nhìn đồng hồ không khỏi tức giận mắng lớn, sao tiểu tử này mãi mà chưa tới vậy. Mẹ nó, đã 9 giờ rồi chứ ít gì nữa. Sở yên nhiên gượng cười nói, lão đồng chí, đừng có nóng vội như vậy chứ. Chắc hẳn hắn ta có chuyện gì đó nên mới tới trễ. Mẹ nó, tuổi còn trẻ mà đã lười biếng, hạng cán bộ nhà nước như hắn thì sao có tiền đồ gì được cơ chứ? Thấy ông nội tỏ ra khó chịu như vậy sở yên nhiên cũng chỉ còn biết lấy điện thoại ra gọi cho Trương Dương hỏi xem đang làm gì mà mãi chưa chịu tới. Nhưng thật không ngờ hắn lại tắt máy không gọi được, nghĩ mãi nàng cũng không nghĩ ra được, hắn làm gì mà phải tắt máy như vậy. Sở Trấn Nam cả giận mắng, sao rồi, vẫn không gọi được phải không, mẹ nó, sau này đừng hòng làm cháu dề ta nhé sở yên nhiên đỏ mặt mắng nhẹ ông nói bậy bả cái gì đó có tin cháu mặc kệ ông luôn không kỳ thực trương đại quan nhân đâu có lười biếng tham ăn tham ngủ như suy nghĩ của sở trấn nam mà từ sáng sớm trương dương đã phải đến linh thứ sơn nằm ở phía đông nam tĩnh an để tìm dược liệu tuy rằng trong hiệu thuốc bắc cũng bán khá đầy đủ các vị thuốc nhưng vẫn còn thiếu vị thuốc dẫn hàm vân thảo là loại cây thường sinh trưởng trên vùng núi cao ngập trong mây mù tuy rằng hàm vân thảo chỉ là vị thuốc phổ thông nhưng trong hiệu thuốc lại không bán, chủ yếu bởi vì không ai biết cách sử dụng loại thảo dược này, hơn nữa loại này lại thường sinh trưởng trên vách đá treo leo, cực kỳ khó lấy. Linh Thứ Sơn cách mặt nước biển 2.300 mét, ô tô cũng chỉ chạy được đến lưng lửng sườn núi còn lại thì phải đi bộ. Chuyến này Trương Dương chọn đỉnh ngõa nguyên phong của vùng Linh Thứ Sơn. Đứng trên đỉnh ngõa nguyên phong phóng mắt nhìn toàn cảnh Linh Thứ Sơn ẩn hiện trong mây mù, từng ngọn từng ngọn nối tiếp nhau liên miên bất tận một tràng cảnh hùng vĩ khó nói lên lời mà chỉ có thể tự mình cảm nhận mới hiểu hết sắc thái đó. Ngọa nguyên phong tựa như một thanh lợi kiếm cắm thẳng xuống đất, ngọc trụ dơ lên trời, lặng lẽ mà ngạo nghế. Mây trắng gió nhẹ khiến khung cảnh rừng núi càng trở nên mỹ lệ cuốn hút. Trương Dương đi dọc theo khe suối theo đi hướng chính nam, bên cạnh hai bên dòng suối đều là đá cội lớn nhỏ khác nhau kéo dài thẳng một mạch lên phía cao tít, càng nhìn càng khiến người ta thấy hoa mắt chóng mặt nhiều lúc gió thổi qua các khe đá phát ra những tiếng trầm thấp tựa như có thứ gì đó nặng nề từ trên trời rơi xuống vậy. Đường núi càng lúc càng hiểm trở khó đi hơn, phía trước cũng chỉ có một đường duy nhất đi lên. Đến cuối sơn đạo là một vách núi cao dựng đứng chính là đường lên chỗ cao nhất đỉnh ngọa nguyên phong này. Trương Dương âm thầm điều tức khí lại, từ lúc cứu chữa cho Văn Linh, rồi còn dùng cả kim châm thứ huyệt để kích phát công lực tới cực điểm tới nay Trương Dương cũng không dám dùng nội lực bừa bãi, chỉ dùng lúc nào tính tỏa tính dưỡng khôi phục nội công, đến nay kinh mạch đã khôi phục được hơn phân nửa. Ngửa đầu nhìn vách đá chem leo khuất sau tầng tầng mây vụ, khóe môi Trương Dương nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt đầy tiêu ý. Hai tay Trương Dương bám chắc vào mỏm đá rồi bắt đầu từ từ leo lên. Leo được khoảng nửa tiếng là vừa qua màn mây mù bao quanh đỉnh núi, Trương Dương liền thấy cây hàm vân thảo cần tìm. Cây cỏ nhỏ màu xanh biết sống sen kẽ giữa hai tảng đá, giữa cây là đóa hoa hỏ màu tím rực rỡ trông rất bắt mắt những làn gió nhẹ thổi tới đưa mùi hương thơm ngát thoang thoảng bay đi. Trương Dương đưa tay lấy dược sạn dắt bên hông ra chậm rãi từng chút một khoét đất đá xung canh cây hàm vân thảo. Mãi một lúc sau Trương Dương mới hoàn toàn nhổ được cây hàm vân thảo ra khỏi vách đá, thân cây khá ngắn nhưng bộ rễ lại rất dài, phía cuối lại còn một quả cầu nhỏ màu đen. Bỏ cây hàm vân thảo vào túi đựng đeo bên hông, Trương Dương đang định trở xuống thì đột nhiên trên đỉnh đầu lại có tiếng suy. Suy, rất nhỏ, trương dương vội ngẩng đầu lên liền thấy một con rắn dài năm màu đang trườn từ trên vách đá xuống hiện giờ đang là cuối thu theo lẽ rắn phải ngủ trong hang thế nào ở đây lại xuất hiện con rắn to như vậy trương dương không dám suy nghĩ nhiều cầm dược sản trong tay vận sức dùng toàn lực ném thật mạnh vào đầu con rắn trên cao giờ nội lực trương dương đã khôi phục lại khá nhiều dược sản trong tay lại dùng toàn lực ném đi thực chẳng khác nào nỏ tên bắn ra chỉ có điều con rắn kia rất linh hoạt thấy nguy nó liền lắc mình tránh sang một bên, cái dược sạn va vào đá tạo thành tiếng kêu chói tai. Liền đó con rắn bung người bay khỏi vách đá lao thẳng xuống chỗ Trương Dương đang bám. Nếu như là trên đất bằng Trương Dương tin chắc thừa sức đối phó con rắn này, chỉ là hiện giờ đang phải treo leo trên vách núi cao vạn trượng. Một tay còn phải bám vào vách đá cố định thân thể, Trương Dương cũng chỉ còn một tay lại không có vũ khí gì đối chọi lại con rắn kia. Trương Dương tay trái bám chắc vào mỏm đá, tay phải hơi đưa lên cao hai mắt nhìn thẳng vào con rắn đang lao xuống. Nhoáng một cái Trương Dương liền tóm gọn ngay gáy con rắn. Miệng con rắn mở lớn, hai chiếc răng nanh dài ngoằng thò ra ngoài trông cực kỳ gớm ghiếc. Trương Dương dùng sức không ngừng tăng lực hòng bóp chết con rắn trong tay. Nhưng con rắn cũng không chịu nằm yên chờ chết, nó vùng đuôi lên nện thẳng vào phần lưng Trương Dương một cái thật mạnh. Bong, một tiếng trầm thấp vang lên, Trương Dương cảm thấy phía trước tối sầm cả lại, tay trái không tự chủ được mà hơi lỏng ra, hắn bị trượt xuống khoảng một thước mới tỉnh táo bám trở lại vách núi. Trên trán Trương Dương không khỏi vã mồi hôi lạnh, mẹ nó chứ, vừa rồi cũng thực nguy hiểm quá đi, không ngờ con rắn này lại mạnh mẽ đến vậy, thiếu chút nữa thì bỏ mạng nơi đây rồi. Trương Dương cũng không dám chậm trễ, vội vàng đập liên tiếp đầu con rắn vào vách đá cứng rắn phải đập đến hơn 10 cái như trời giáng đến khi đầu con rắn nát bét ra thì thân hình nó mới mềm nhũn buông thõng xuống. Trương Dương chửi đổng một tiếng rồi ném xác con rắn ra ngoài xa, lúc này hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại con rắn này hẳn sẽ không tự dưng tấn công kẻ địch, lẽ nào ta lại xâm nhập địa phận của nó. Theo kinh nghiệm từ trước nếu như có xà trùng cực độc bảo vệ thường thường xung quanh sẽ có kỳ hoa dị thảo sinh thường. Bởi vì nơi này là vách núi treo leo lại còn có con độc xà lúc nãy canh giữ sợ rằng nơi này từ trước tới nay chưa từng có người tới khai phá. Trương Dương tràn ngập tự tin cùng lòng hiếu kỳ tiếp tục bám theo vách đá trèo tiếp lên phía trên. Lúc sau mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực trải dài khắp vùng núi, mây mù cũng tan dần, tầm nhìn của Trương Dương cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Càng đi lên cao Trương Dương càng gặp nhiều cây hàm vân thảo hơn, lá thì xanh biếc, hoa thì tím ngắt. Mùi hương thơm nồng đậm thoang thoảng trong gió, hiển nhiên chất lượng mấy cây này càng cao hơn cây vừa rồi Trương Dương hái phía bên dưới. Đột nhiên hai mắt Trương Dương rực sáng còn hơn cả vầng thái dương trên cao, một thân cây nhỏ cao gầy chỉ hơi nhô lên khỏi vách đá, phải quan sát khá kỹ Trương Dương mới nhận ra nó. Từ hình dạng cây đến kích thước lá Trương Dương liền nhận ra đây là một gốc nhân sâm. Dựa theo vị trí địa lý cùng linh khí nơi đây thì nếu có nhân sâm thì chất lượng cũng không phải là tốt nhất. Thế nhưng nếu như được độc xà canh giữ, lại trải qua lâu như vậy không ai tới khai phá, hẳn gốc nhân sâm cũng sẽ không bình thường. Không còn dược sản nữa Trương Dương chỉ còn mỗi con dao nhỏ tùy thân cũng lấy ra để đào bới xung quanh gốc cây. Cẩn thận tỉ mỉ từng chút một cả tiếng đồng hồ Trương Dương mới đào được cả cây nhân sâm ra khỏi vách đá. Khiến Trương Dương càng ngạc nhiên hơn khi gốc nhân sâm này cành lá bên ngoài thì khá nhỏ vậy mà thân cây cùng bộ rễ lại rất to, bề rộng bằng bàn tay còn chiều dài tính đến chóp dễ cũng phải ngoài một thước hơn thân cây trắng nõn như tuyết phần gốc lại rất giống một đứa bé mặt mày dâu tóc đều rõ ràng vừa nhìn trương dương liền nhận ra đây là loại sân sâm cực phẩm người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ còn đối với người luyện võ mà nói thì lợi ích càng lớn hơn gấp bội nếu như ăn vào có thể khang kiện gân cốt khơi thông kinh mạch công lực bạo tăng từ lúc chữa bệnh cho văn linh tới nay kinh mạch trương dương bị tổn thương vẫn chưa khỏi hẳn, giờ có gốc nhân sâm này hẳn sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian phục hồi. Mà nếu may mắn thì hoàn toàn có thể đạt được đỉnh phong như lúc còn ở Đại Tùy Triều. Đang vui sướng đột nhiên Trương Dương lại nhớ tới một việc. Gốc nhân sâm này quả thực vô cùng chân quý, nếu như để cho An Ngữ Thần dùng hẳn sẽ cải tạo cùng chữa khỏi được di chứng tuyệt mạch của gia đình nàng, càng nghĩ Trương Dương càng thấy hài lòng. Cất cây nhân sâm đi Trương Dương lại tỉ mì ra soát xung quanh xem còn thứ gì không, đến lúc chắc chắn không còn thứ gì tốt mới chậm rãi leo xuống từng chút một. Dù sao tài vật linh dược cũng là thứ khả ngộ bất khả cầu, có tìm cũng chưa chắc gặp được. Hơn nữa gốc nhân sâm này ngày ngày hút rất nhiều linh khí ở đây, hiển nhiên xung quanh sẽ không thể xuất hiện thứ cực phẩm như vậy được nữa. Lúc Trương Dương trở lại bệnh viện thì cũng đã rơi vào khoảng 11 giờ. Đừng nói là sở chấn nam tính tình nóng nảy mà đến cả sở yên nhiên cũng không nhịn được mà oán giận mắng, sao giờ này ngươi mới chịu tới ta gọi điện suốt cho ngươi như vậy mà vẫn báo tắt máy là sao? Trương Dương cười nói, là ta đi hái thuốc bởi vậy mới tới trễ như vậy. Vừa nói hắn vừa gỡ túi thuốc xuống rồi lấy ra hộp châm. Lúc này sở yên nhiên mới nhìn ra trên tay, trên mặt hắn không ít về chảy xước, nội tâm nàng không khỏi run lên ôn nhu nói, người đã đi đâu vậy? Trương Dương cười cười cũng không trả lời, sở yên nhiên cũng không gặng hỏi mà vội vã xoay người ra khỏi phòng, không bao lâu sau liền bưng chậu nước cùng khăn mặt quay trở lại. Nàng kéo Trương Dương sang một bên tỉ mỉ lau chui cho hắn. Sở Trấn Nam thấy đôi trai gái trẻ đang thân ái quan tâm nhau một bên, hắn không khỏi nhớ tới thời trai trẻ của mình, rồi lại thầm than đã giả thật rồi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, con cháu yêu đương hắn cũng không có quyền quản, cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Lúc lau đến mở u bàn tay hắn, sở yên nhiên thấy dấu răng của mình in rất rõ ràng, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt thoáng vẻ áy náy, Ôn Nhu nói: "Có đau không?" Trương Dương lắc lắc đầu mỉm cười nói: "Không đau. Lúc nào nhớ ta thì lại cắn ta một cái nữa." Hắn nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người họ nghe được. Biến thái, Sở Yên Nhiên mắng nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt xinh cũng có vài đám mây đỏ hồng. Trương Dương xử lý một chút mấy vết thương trên tay xong đứng dậy cười nói: "Lão thủ trưởng, để tôi châm cứu cho ngài." Nói trước sẽ khá đau đó, ngài có chịu được không? Sở Trấn nam mở to hai mắt nói lại, chỉ cần ngươi có thể làm ta mau chóng đứng lên được, có đau thế nào ta cũng chịu được. Trương Dương đặt hộp châm xuống mở ra, lấy ra mấy cây rồi hơ lửa khử trùng. Hít sâu một hơi rồi nghĩ lại cách chữa trị. Để chữa chứng đột quỷ trúng gió này thì việc đầu tiên là khơi thông mạch máu não, cùng các tuyến kinh mạch của gan và thận. Như vậy phải châm vào các huyệt chính, nhâm đốc, âm kinh, thái âm. Sọc theo thân thể sở chấn nam, Trương Dương châm dọc một đường các huyệt, thủy câu, tam âm giao, cực tuyền, xích trạch, ủy trung. Bởi vì sở chấn nam uống rượu mà bị trúng gió là do gan bạo phát, bởi vậy phải châm vào các huyệt, thứ túc tam lý, khí hải để khơi thông khí huyết tắc nghẽn. Còn các huyệt, da giáp xa, địa thương, là để chữa chứng méo mồm do bị cảm. Để chữa hai tay tê liệt thì châm vào các huyệt, thủ tam lý cùng hợp tam cốc. Để chữa hai chân tê liệt thì châm vào các huyệt, ra thứ hoàn khiêu, dương lăng tuyền, âm lăng tuyền, phong thị. Trương Dương vận châm như gió, động tác thì uyển chuyển như nước chảy mây trôi, chỉ một thoáng mà trên người sở chấn nam đã chi chít ngâm châm. Tuy rằng Trương Dương vẫn tự xưng là Trương Nhất Châm, thế nhưng cũng không phải hoa đà tái thế, không phải bệnh nào cũng chỉ vài châm là khỏi hẳn được. Lần này Trương Dương phải dùng tới tận hơn 50 cây ngâm châm để cứu chữa cho sở chấn nam. Hiện giờ nội lực của Trương Dương không thể so với trước đây được, đã vậy cả sáng nay còn phải đi hái thuốc, hao tổn không ít thể lực. Lúc hạ châm xong cả người hắn đều mệt lả đi, toàn thân ướt sũng mồ hôi, hắn Huệ oải đứng dậy ra ghế sofa ngồi. Thấy chán Trương Dương đã lấm tấm mồ hôi, Sở Yên Nhiên cuốn quýt thấm ướt khăn lông rồi đi tới lau mặt cho hắn. Sở Trấn Nam không hổ là lão nguyên soái từng vào sinh ra tử trong làm mưa bom bão đạn, bị hơn 50 ngân châm cắm chi chít trên người mà hắn không rên một tiếng vẫn thản nhiên như thường. Lúc Trương Dương châm đến mũi thứ 20 thì chân tay hắn tê liệt mấy hôm nay lại có cảm giác nhói đau, hắn liền cảm thấy vui sướng khôn xiết. Nếu như có cảm giác thì chứng tỏ phương pháp của Trương Dương có hiệu quả, thực không ngờ tiểu tử này càng lúc càng gây cho hắn nhiều điều bất ngờ hơn. Trương Dương tiếp nhận chén trà từ tay Sở Yên Nhiên, chậm rãi nhấp vài ngụm rồi ngồi nghỉ, khí tức trong cơ thể lúc này mới khá lên một chút, hắn mỉm cười nói: "Ta không sao, đi xem ngoại công ngươi đi." Sở yên nhiên lúc này mới sực nhớ tâm trí mình đang đặt hết cả lên người trương dương mà quên mất luôn cả ngoại công mình, nàng bột miệng nói ta quên mất. Sở chấn nam nghe vậy mà trợn cả mắt, cũng may ý chí của lão tham mưu trưởng đủ rộng, nếu không thì chắc trúng gió thêm một lần nữa mất rồi. Tên cảnh vệ tiểu trần phụ trách gác bên ngoài, sở chấn nam trước đó đã có dặn dò, tất cả những người tới thăm đều phải chờ ở ngoài, ngay cả bác sĩ trực tiếp hay y tá cũng không cho phép tiến nhập phòng bệnh. Đây cũng là thể theo yêu cầu của Trương Dương, thói quen tiểu tử này chữa bệnh tịnh không thích có người ngoài quan sát, cũng không muốn người ta tuyên dương trình độ y thuật của hắn, bằng không thì thực sự là vô cùng phiền phức. Một giờ chiều, cửa phòng cũng đã mở, Trương Dương uể oải từ trong phòng đi ra, sở yên nhiên cũng đi ra theo hắn. Ra tới cửa, đột nhiên Trương Dương dừng bước mỉm cười nói với sở yên nhiên, người ở lại bồi lão thủ trưởng kẻo không lão lại khó chịu. Thanh âm sở chấn nam vang từ trong phòng vọng ra, ta không sao. Bảo Tiểu Trần ở lại là được. Yên Nhiên, người cứ chăm sóc cho hắn, hắn cũng rất mệt mỏi rồi. Cũng là lão tham mưu trưởng này thương cháu gái mình, dù sao nàng cũng đã phục bên cạnh lão và Trương Dương suốt một đêm. Lúc này Lâm Chí Quốc cùng vợ chồng Lâm Tú cũng đều kiến nghị đưa Sở Yên Nhiên về nghỉ ngơi. Trở về nhà khách quân khu tùy tiện ăn một chút, sau đó Trương Dương liền trở về phòng. Sở Yên Nhiên mặc dù có chút xấu hổ không hiểu sao tự nhiên nàng lại có chút tâm lý để phòng như vậy dù sao trước đây không phải là nàng và trương dương chưa từng hai người nghỉ trong một phòng trở lại trong phòng trương dương đi tắm một chút chờ mặc y phục xong xuôi bước ra thì đã thấy sở yên nhiên nằm ngủ ở trên giường tiểu nha đầu này hôm qua cũng đã thức suốt cả một đêm hiển nhiên là rất mệt về tới phòng là đổ xuống giường ngủ luôn ngay cả giày cũng chưa cởi trương dương mỉm cười lắc lắc đầu nhẹ nhàng tiến tới cẩn thận tháo giày giúp cho yên nhiên rồi nhẹ nhàng đáp chiếc chăn lên người nàng. Đứng nhìn tư thế yên nhiên ngủ, trái tim trương dương đập thình thịch, hắn nhớ trước giờ bản thân cùng nàng thân cận bên nhau khá nhiều, nhưng Thủy chung đều vẫn duy trì sự tôn trọng cùng khắc đối phương. Yêu một người, cũng chính là tôn trọng người đó. Trương Dương nhẹ nhàng tiến về giường của mình, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng điều tức, vận hành được một hồi, mở mắt ra quan sát thấy sở yên nhiên vẫn đang ngủ say. Hắn đứng lên vươn vai một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh dương quang đã bị mây đen che lấp. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lúc chính mình bị tùy dương đế hại chết, lúc đi ra ngõ môn, sắc trời cũng chính là như thế này. Nếu như không có một chàng biến cố, bản thân giờ này có thể đã hôi phi yên diệt, hỏa hề phúc chi sở tại, hắn thật sự không dám nghĩ tới bản thân lại có cơ hội sống lại, mà ngay cả trí như ô và một phần võ công cũng vẫn được bảo tồn. Cái này chính là được ông trời ban ân, đối với y thuật và võ công của mình, ở bất cứ thời đại nào cũng đều có thể sinh tôn mạnh mẽ được. Theo thời gian lăn lộn trong quan trường, tiểu tử này càng 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 cảm nhận rõ được điều đó, hắn thích nắm giữ quyền lực trong tay, loại sở thích này cũng để thăng cùng với tu vi chính trị, tựa hồ như một đứa trẻ phát hiện ra một điều gì đó vô cùng mới mẻ, vui vẻ mà không bao giờ nhàm chán, Trương Dương muốn con đường chính trị của bản thân ngày càng tăng tiến. Nghĩ đến chuyện tình cảm, hắn không khỏi nhớ đến mất hồng nhan chi kỷ thời đó, nhưng từ thời đại đó tới nay, xuyên qua không biết bao nhiêu thế kỷ, quan niệm tình cảm của hai thời đại hoàn toàn khác nhau, hắn cũng không thể không tiếp thu quan niệm hiện tại. Bất quá tính chiếm hữu của tiểu tử này là rất lớn, hắn cho rằng tất cả những người mình thích thì đều phải là của hắn. Trương Dương đi tới bên người sở yên nhiên, lặng lặng lắng nghe tiếng nàng hô hấp. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của nàng, trong lòng hắn không khỏi tràn ngập cảm xúc, hắn từ rất lâu rồi mưa oi tiếp xúc sở yên nhiên, mà tình cảm của nàng đối với hắn thì không cần nghi vấn, điều còn khúc mắc giữa hai người chính là chuyện sở yên nhiên không chịu khi hắn luôn muốn có nhiều nữ nhân, nhưng bằng tâm mà nói điều đó đối với sở yên nhiên rất không công bình. Sở yên nhiên bỗng nhiên nói mê cái gì đó, hàm hàm hồ hồ gọi tên Trương Dương. Trương Dương tràn ngập yêu thương nhìn nàng, vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Sở yên nhiên hởi giật mình, động tác nhỏ của Trương Dương đã khiến nàng tỉnh giấc, nàng mở đôi mắt đẹp, có chút ngượng ngùng nhìn hắn, vươn bàn tay cầm lấy tay Trương Dương, nhẹ giọng nói người muốn gì trương dương cợt nhả nói muốn gì chứ nếu muốn thì ta đã phá vỡ cái hình ảnh chính nhân quân từ lâu rồi ta đối với người chưa bao giờ có một chút ý niệm đen tối nào người bảo sao ta lại có thể cao thượng như thế chứ sở yên nhiên bật cười bỏ tay hắn ra ngồi dậy nói người cao thượng sao ta xem thấy là đang có ý đồ phạm tội thì bị phát hiện thì có nếu như không phải là ta sớm phát hiện thì nói đến đây không khỏi có chút ngập ngừng Trương Dương bước tới thì thế nào? Sở Yên Nhiên cảm nhận rõ từ trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ xâm lược, hoàn cảnh như vậy, không khí như vậy, thực sự là cấp cho tiểu tử này một cái cơ hội tiến tới. Sở Yên Nhiên cũng rõ bản thân nàng rất có tình cảm với hắn, giả như Trương Dương thực sự kiên quyết tiến tới, vị tất nàng đã có thể quả quyết cự tuyệt. Sở Yên Nhiên vội tìm cách né tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, hình như trời muốn mưa. Trương Dương có chút thất vọng gật đầu, hình như là vậy sở yên nhiên lại nói, ta muốn tới chỗ ngoại công xem thế nào. Ta cùng ngươi tới. Trương Dương cùng sở yên nhiên sóng vài bước ra khỏi nhà khách, bởi vì lo lắng trời mưa, Trương Dương tới bãi đỗ xe lấy xe lái tới bệnh viện quân khu, Trương Dương mở cửa xe, đặt tay lên eo sở yên nhiên nhẹ nhàng đỡ nàng xuống. Phía trước một chiếc xe đỏ đang đậu trong bãi đỗ xe, lái xe là một thanh niên nhân, người thanh niên này thấy tràng cảnh vừa rồi không khỏi nao nao, trong mắt toát ra vẻ đố kỵ và oán hận, cha, kẻ kia là ai vậy? Ngồi ở ghế sau chính là bí thư thị ủy tĩnh An Tôn Quốc Bình, lái ích e câu hắn là con trai Tôn Hiểu Vĩ, hai cha con lão tới đây là để thăm sở Trấn Nam. Tôn Quốc Bình là cấp dưới của Tống Hoài Minh, từ trước tới nay quan hệ với Tống Hoài Minh vẫn hết sức ăn ý, hắn có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái Tôn Hiểu là bạn học của sở Yên Nhiên, thằng con trai Tôn Hiểu Vĩ thì vẫn yêu sở Yên Nhiên từ lâu trong mắt tôn quốc bình vẫn rất muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này để khiến cho hai nhà đã thân nay càng thêm thân nhưng chuyện này không phải hắn cứ muốn là được tôn hiểu vĩ tuy rằng chủ động vài lần nhưng sở yên nhiên vẫn không tỏ thái độ gì vẫn chỉ coi hắn như bằng hữu bình thường tôn quốc bình nghe giọng con trai đã biết là hắn đang đố kỵ trong lòng không khỏi thầm thán bất quá chuyện yêu đương nam nữ cũng khó lòng miễn cưỡng hắn vỗ vỗ vai nhi tử nói chúng ta hôm nay tới đây là thăm sở lão gia tử Đừng có để cái bản mặt ấy. Gió con không ai bằng cha, hắn đương nhiên biết con trai mình là cái dạng gì, ở bên ngoài càng không muốn con trai bị mất phong độ. Tôn Hiểu Vĩ đã tốt nghiệp đại học, tự mở một công ty về công nghệ thông tin, công việc chủ yếu là lắp đặt các công trình điện thoại hay mạng thông tin, làm ăn tại Tĩnh An cũng kha khá. Bình thường hắn hay đi bằng xe máy, đây cũng là điểm tương đồng với Sở Yên Nhiên, hắn nỗ lực tiếp cận nàng từ phương diện này cả hai người đều là hội viên của hội mô tô Bắc Nguyên, bất quá từ lần trước sở yên nhiên bị nạn ở thanh thai sơn nàng đã ít khi đi lại bằng xe máy. Có thể là bởi vì duyên cớ là quen biết Trương Dương khiến cho nàng cư nhiên thay đổi thói quen. Quá khứ đã khó khăn tiếp cận, bây giờ tôn hiểu vĩ lại càng khó khăn hơn. Lúc hai cha con tôn quốc bình đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh không hề ít người. Lão tham mưu sở chấn nam tinh thần khỏe mạnh, cười nói ha ha, hoa chân múa tay rất vui sướng, tốc độ hồi phục của lão khiến cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Thậm chí cả đoàn chuyên gia khoa thần kinh của Viện Quân Y đều tự hỏi phải chăng tất cả chúng ta đều sai lầm. Nhìn bộ dáng sở chấn nam hiện tại thực sự là chẳng có chút gì giống một người mắc phải tai biến cả. Sở chấn nam tuy rằng tính cách khẳng khái, nhưng đã đáp ứng giữ bí mật cho Trương Dương thì khẳng định là giữ được, chúng ta đảng viên đảng Cộng sản hết sức tôn trọng lời hứa. Hồng Trường Võ Cùng Tạ Trí Quốc, hai thuộc hạ của lão ngồi bên cạnh nghe lão giảng chuyện đánh giặc trong quá khứ, mặc dù chuyện nay đi nghe lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ phải là tỏ ra hứng thú nếu không có nghĩa là bằng bất kính với lão. Lâm Tú pha trà cho mọi người, nàng đối với sở chấn nam vẫn luôn coi lão như cha mình, cho nên khi nghe lão mặc bệnh, tạ trí quốc và nàng không nói hai lời, lập tức bở mặc chuyện ở Kinh Sơn đang bận rộn mà chạy tới đây. Giờ thấy lão thủ trưởng bệnh tình đã ổn định, cũng yên lòng đi rất nhiều, đang chuẩn bị đêm nay sẽ trở lại Kinh Sơn. chương 117, ngoài ý muốn. Trương Dương cùng sở yên nhiên thấy lão như vậy cũng chỉ lắc lắc đầu mỉm, Lâm Tú đưa cho hai người hai chén trà, đang muốn hỏi chuyện vài câu thì hai cha con Tôn Quốc Bình tiến vào, Tôn Hiểu Vĩ gọi một tiếng sở ra ra rồi mang quả biếu đến đặt ở đầu Dương. Ở đây còn có một tầng quan hệ nữa, phụ thân của Tôn Quốc Bình trước kia cũng là chiến hữu với sở Trấn Nam, bất quá lại hy sinh sớm, sau này Tôn Quốc Bình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Sở Trấn Nam, quan hệ rất không sai. Bất quá sau này vì chuyện của Tống Hoài Minh khiến cho mối quan hệ giữa Sở Trấn Nam và Tôn Quốc Bình xấu đi không ít. Hồng Trường Vũ cũng rất quen thuộc với Tôn Quốc Bình, hai người chào hỏi một cái, Hồng Trường Võ giới thiệu hắn và Tạ Trí Quốc. Lúc mấy người khách sáo nói chuyện, Tôn Hiểu Vĩ đã đi tới chào Sở Yên Nhiên, Yên Nhiên. Đã lâu lắm không gặp ngươi, Trương đại quan nhân trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn im lặng quan sát, thầm mắng con mẹ nó, yên nhiên là cái tên cho ngươi gọi sao. Sở yên nhiên chỉ lịch sự cười cười mà không có đáp lại. Tôn hiểu vĩ lại nói, đã lâu khôn gặp, cũng không thấy ngươi đi với hội, mấy hoạt động gần đây ta đều gọi cho ngươi nhưng không liên lạc được. Sở yên nhiên bình thản nói, dạo này ta cũng bận rất nhiều, hơn nữa đa phần thời gian đều ở tại Kinh Sơn, ít khi về tĩnh an lắm. Tôn Hiểu Vĩ ánh mắt hướng tới Trương Dương cười thân mật, xin chào. Làm quen một chút, ta là Tôn Hiểu Vĩ. Trương Dương, Trương Dương trước mặt người khác cũng không muốn mất phong độ. Hai tay vừa chạm nhau hắn lập tức cảm giác được đối phương tăng lực bàn tay lên. Nguyên lai tiểu tử Tôn Hiểu Vĩ cũng là nhìn Trương Dương không vừa mắt, hắn lại là đai đen đài quyền đạo cho nên cũng muốn cấp cho Trương Dương một cái bài học, bất quá hắn không biết rằng bản thân đã đụng phải đá tảng. Trương Đại Quan Nhân trong lòng thầm khinh thường, con mẹ nó, lão tử không tìm ngươi gây phiền phức thì thôi, ngươi cư nhiên còn dám chọc ta. Bất quá hành vi của Trương Dương là hết sức tinh vi, miêng kêu a à ui vẻ mặt có chút đau đớn, bất quá vẫn dồn lực lượng vào bàn tay. Tôn Hiểu Vĩ vừa thấy dáng dấp của hắn, còn cho rằng ý đồ của mình được thức nhiên, nhưng lập tức hắn cảm thấy bàn tay đối phương tăng lực. Bàn tay của đối phương như một gọng kiềm kẹp chặt khiến cho bàn tay hắn vô cùng đau đớn, tưởng chừng như các khớp xương vỡ ra đến nơi, đau đớn tới mức tái cả mặt đi. Nhưng Trương Dương đóng kịch là quá xuất sắc, tất cả mọi người nhìn vào đều là thấy Trương Dương đang gặp nguy, thậm chí ngay cả Tôn Quốc Bình cũng nghĩ rằng con trai hắn vì không vừa mắt với Trương Dương nên mứa oi ăn nựng lẽ ra tay chừng trị hắn một chút. Sở yên nhiên mày liếu dựng lên, cả giận nói Tôn Hiểu Vĩ. Ngươi làm gì vậy? Tôn Hiểu Vĩ thực sự là hết đường chối cãi mặc dù sự thực là hắn bị oan hoàn toàn, Mọi người đều tưởng là hắn khi dễ Trương Dương mà nào có biết hắn mới chính là kẻ ăn quả đắng. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Dương, bất quá thật không ngờ lúc này Trương Dương lại mỉm cười nói, "Không có việc gì." Tay của Tôn Đại ca mạnh thật a. À. Những lời này nói ra chính là nói cho mọi người biết vừa rồi Tôn Hiểu Vĩ lợi dụng bắt tay để khi dễ hắn. Lâm Tú là nữ nhân đối với mấy tình cảnh gút mắt của nam nhân trẻ tuổi này thấy rất rõ ràng, mỉm cười nói, "Rốt cuộc là vẫn thanh niên nhân, các ngươi đừng gây chuyện nữa." Một câu nói liền hóa giải được bầu không khí xấu hổ. Tôn Quốc Bình nói chuyện vài câu với Sở Trấn Nam, trên danh nghĩa dù sao vẫn là hắn tới thăm lão sở. Vốn là Tôn Quốc Bình thân cận với Tống Hoài Minh, mà hôm nay vì con rể của lão Tham Mưu trưởng này không có mặt ở đây, trong phòng đa phần toàn là các nhân vật trong quân đội, hắn và họ ít có tiếng nói chung, cho nên sau đó nhanh chóng hướng Sở Trấn Nam xin cáo từ. Sở Trấn Nam cười nói, yên nhiên, thay ta tiến Tôn bá bá. Trương Dương thấy trong phòng đông người, không tiện ở lại nên cũng đưa ra lời cáo từ. Sở Yên Nhiên đưa bọn họ ra đến đại môn, Tôn Hiểu Vĩ đưa ra lời mời với Sở Yên Nhiên, "Yên Nhiên, tối nay hội có gặp gỡ tại cung thể thao Thiên Vân, rảnh rỗi qua đó một chút." Sở Yên Nhiên lập tức lắc đầu, "Không được, ngoại công ta còn nằm viện." Tôn Hiểu Vĩ nghe nàng nói như vậy cũng đành chỉ có thể thôi. Nhìn chiếc xe hai cha con nhà Tôn Quốc Bình rời đi, Trương Dương cười khinh thường, ta không ưa tiểu tử kia chút nào. Sở Yên Nhiên cười hỏi, vì sao? Trương Dương ra vẻ hiên ngang nói, dám chú ý tới Yên Nhiên của ta thì là địch nhân của ta. Bệnh tâm thần, ngươi xem chừng bị nặng quá rồi. Đó là bởi vì ta luôn luôn nhớ đến ngươi. Trương đại quan nhân luôn có đầy đủ lý do hết sức thuyết phục. Bởi vì bệnh tình ngoại công đã ổn định, Sở Yên Nhiên đêm nay cũng không cần phải ở lại bệnh viện Bồi Lão hiện tại lão để bộ hạ ở lại trông coi, còn bảo yên nhiên về nhà nghỉ ngơi. Sở yên nhiên nói, ngươi trước hết về nghỉ ngơi đi, buổi tối ta mời ngươi ra ngoài ăn. Trương Dương cười nói, ta còn phải làm cái phối phương thuốc cho lão ra từ. Ngươi ở đây chờ ta là được. Theo ý kiến của lão sở, lão muốn trở về nhà ở Hồ Mộng Tiên để tĩnh dưỡng, nhưng vừa mới đưa ra ý kiến này lập tức bị tất cả mọi người nhất trí phản đối. Dưới sự phản đối và khuyên ngăn của mọi người, lão tham mưu cũng đành lưu lại ở y viện thêm mấy ngày. Cũng may là từ lúc được Trương Dương châm cứu, tứ chi của lão cũng đã dần dần khôi phục lại, mặc dù vẫn chưa thể hành động như bình thường, bất quá đã có thể xuống giường đi lại một chút. Tốc độ hồi phục đó có đã khiến cho toàn bộ chuyên gia trong y viện quân khu này phải trợn mắt há mồm. Trương Dương tìm cả một buổi chiều mới đủ dược liệu, hơn nữa hắn không có khả năng ở lại tĩnh an lâu, căn cứ theo bệnh tình của sở chấn nam, hắn kê thuốc cho phù hợp. Sở Trấn Nam là một người bệnh không lúc nào chịu ngồi yên, nhất là bây giờ bệnh tình đã chuyển biến tốt, lão liền gọi thủ hạ tới phòng, lúc thì đi dạo, lúc thì ngồi nói chuyện phiếm. Trương Dương lúc này tới xin cáo từ chuẩn bị về Đông Giang, Sở Trấn Nam gật đầu yên nhiên. Người đi lấy ít trà tặng Đỗ Gia ra đưa cho Trương Dương cầm. Sở Trấn Nam và Đỗ Sơn Khôi tương giao đã lâu, bây giờ lão biết Trương Dương ở tại Bắc Kinh cũng thường xuyên lui tới chỗ Đỗ Sơn Khôi cho nên mới nhờ Trương Dương mang quà cho Đỗ Sơn Khôi sở yên nhiên gật đầu nhỏ giọng nói biết rồi trương dương hôm nay vừa xong chuyện lập tức ngày mai đã rời đi khiến cho trong lòng nàng không khỏi có chút lưu luyến trương dương bỗng nhiên nhớ tới trần sùng sơn mỉm cười nói lão thủ trưởng người có biết lão trần sùng sơn không sở trấn nam nao nao trần sùng sơn người nói lão già đó sao trương dương không biết lão già trong lời sở trấn nam là ai không khỏi ngẩn người ra một chút Sở Trấn Nam lại nói, nghe nói lúc cải cách văn hóa, hắn từ chức, trao lại quyền cho cấp dưới rồi tới Xuân Dương. Sau đó con trai hắn lại qua đời, từ đó về sau hắn biệt tâm biệt tích luôn. Người biết hắn sao, thế nào lại quen hắn? Trương Dương gật đầu nói, lão ở tại ngay thanh thai sơn. Sở Trấn Nam kích động nói, chờ ta hết bệnh, nhất định đi tìm lão gia hỏa này nói chuyện một phen. Hơn 20 năm rồi chưa gặp hắn, Sở Yên Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở người đừng có kích động quá, bệnh còn chưa có khỏi đâu a. À. Sở Trấn Nam bị cháu gái quản nhiều tới phát chán, đó cũng là một trong nguyên nhân lão muốn đuổi Sở Yên Nhiên đi cùng với Trương Dương. Sở Yên Nhiên không yên tâm với đám thuộc hạ của lão, chỉ riêng có Hồng Trường võ còn đỡ một chút, hắn phải nói mãi Sở Yên Nhiên mới chịu về chỗ biệt thự ở hồ Mộng Tiên lấy đồ đưa cho Trương Dương cầm đi tặng Đỗ Sơn Khôi. Sở Yên Nhiên đề nghị buổi tối đi ăn hải sản đang đi trên đường thì chiếc xe ô tô bị nổ lốp. Sở yên nhiên lái xe vào một cửa hàng sửa xe gần đó, nàng và lão bản quán này hiển nhiên là khá quen thuộc, trực tiếp lái xe đi vào. Lão bản thấy chiếc xe Jeep của sở yên nhiên cũng vui vẻ hớn hở ra đón, sao thế? Thùng xăm hả? Sở yên nhiên có chút phiền muộn nhìn sang Trương Dương, ta để ý thế nào mỗi một lần gặp ngươi đều luôn gặp chuyện đen đùi thùng xăm nổ lốp này nhỉ? Trương Dương cũng đang nghĩ trong đầu chuyện này, nghe nàng nói vậy không khỏi bật cười bất quá nhớ lại trước đây cũng hai lần gặp nàng trong cái tình trạng như thế này rồi lão bản cửa hàng sửa xe một chân đá cái lốp miệng nói vẫn như trước thay mới luôn hả sở yên nhiên gật đầu nàng trước giờ có thói quen không cần biết là xăm hay lốp bị làm sao chỉ cần bị hỏng là thay cả luôn lão bản gọi một gã công nhân tới bảo làm việc sau đứa đưa yên nhiên và trương dương lên trên uống trà một lúc sau Sở Yên Nhiên bị một chiếc Suzuki phân phối lớn màu đen hấp dẫn, chạy tới sát đó xem một chút. Lão bản thấy vậy cười giới thiệu, đây là mẫu mới nhất vừa ra, là loại địa hình mới nhất của Suzuki. Có muốn thử không? Lão bản này cũng là một trong những hội viên của hội mô tô Bắc Nguyên, thi thoảng vẫn bán vài chiếc xe kiếm ăn, còn công việc chính vẫn là sửa chữa xe các loại. Sở Yên Nhiên đi qua đi lại xem xét một chút, vỗ vỗ lên Yên xe hỏi, bao nhiêu tiền? 6 vạn 8 ta cũng chỉ là kiếm được 8 ngàn thôi. Bởi vì cũng là chỗ quen biết đối với sở yên nhiên cho nên lão bản này cũng chẳng cần phải ngụy trang nói thách làm gì, có kiếm tiền cũng rõ ràng vì hắn biết tính yên nhiên nếu đã thích thì cũng chẳng quan tâm giá cả là bao nhiêu. Lúc này tên công nhân thay xăm đã xong việc đi tới, hắn nói với sở yên nhiên rằng bộ giảm sóc của xe có vấn đề. Nghe xong sở yên nhiên mới nhớ ra chiếc xe này cũng đã đến hạn bảo dưỡng, nàng vỗ vỗ yên chiếc Suzuki, chiếc này ta lấy, còn chiếc ô tô bảo dưỡng toàn bộ cho ta, ngày mai ta sẽ qua lấy, tiền xe mai ta đưa luôn. Lão bản thống khoái đáp ứng ngay. Sở yên nhiên khởi động xe, tiếng động cơ trầm thấp và vang rền thật bắt tai, Trương Dương nhìn biểu hiện của sở yên nhiên thấy nàng đối với xe phân khối lớn thật sự là thập phần thích thú. Lão bản nói, tối nay hội có hoạt động tại sân thể thao thiên vân, người đi chiếc xe này tới đó cho đám họ mở rộng tầm mắt một chút. Hắn vừa nói vừa đáp hai cái mũ bảo hiểm về phía hai người vừa mới dán xong đó tặng cho hai người sở yên nhiên cười nói người nói thế thật khiến cho ta có chút phải suy nghĩ đó nàng hướng trương dương nói lên xe trương dương đi tới ngồi phía sau bất quá dòng xe này cái yên xe dốc cao lên về phía sau rất nhiều hắn ngồi lên phái sau trông thực sự có phần bất nhã sở yên nhiên nhìn biểu tình quẫn bách của hắn trong lòng không khỏi cười thầm ngồi cho chắc nàng vào số chiếc xe lập tức lao vút đi như một mũi tên Trương Dương tự nhiên vô thức dỡ hai tay ôm chặt lấy eo thon của sở yên nhiên. Sở yên nhiên lái xe lao đi vun vút vượt giữa hai làn đường, vượt qua hết chiếc ô tô này đến chiếc ô tô khác, thu hút không hề ít ánh mắt của người đi đường. Mỹ nữ, xe phân khối lớn, một hình ảnh có thể nói là rất ôn nhu mà lại cá tính, một hình ảnh như thế cộng với âm thanh của chiếc xe không thể nào không hấp dẫn ánh mắt của người ta. Sở yên nhiên lại không có đội mũ bảo hiểm, mái tóc dài bay trong gió liên lục vờn lên khuôn mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân đang ôm lấy eo nàng, nhiệt lực của bàn tay hắn vẫn xuyên qua lớp áo đủ để sở yên nhiên cảm nhận rõ hơi ấm. Yên nhiên mỉm cười có chút ngượng ngùng mà ngập tràn hạnh phúc. Trương Dương hét lớn, nhà đầu này, ta thấy ngồi phía sau mất mặt quá. Ngươi nói cái gì? Sở yên nhiên giảm tốc độ xuống, Trương Dương nhắc lại một lần nữa, tiểu tử này là một người hết sức sĩ diệt, từ ánh mắt xung quanh của mọi người, hắn cảm giác được người ta nhìn hắn hết sức hèn mọn, một nam nhân cư nhiên lại ngồi sau tay lái một nữ nhân, thật sự là hết sức khó coi. Sở yên nhiên dừng xe lại, gật đầu nói tốt. Vậy ngươi lái đi. Trương Dương ở Bắc Kinh cũng ít nhiều đi xe máy vài lần, trước kia có ói ngựa cũng không ít. Hắn không chút khách khí đổi vị trí với sở yên nhiên. Sở yên nhiên nhỏ giọng nói cho hắn các thao tác, bất quá tiểu tử này thực sự là một tên rất không khiêm tốn, Hắn lập tức khởi động xe rồi lao vọt đi. Xe máy cứ lao tới trước, người ngồi sau theo quán tính ngửa mạnh về phía sau thì vội vàng ôm chặt lấy người phía trước, Trương Dương lập tức cảm thấy sau lưng có hai điểm mềm mại nhu nhuyễn. Sở Yên Nhiên lớn tiếng nói gì đó nhưng đương nhiên là tiểu tử này không nghe thấy gì, qua gương chiếu hậu nàng trông thấy bộ mặt đắc ý cười cợt của hắn đoán biết ngay là tiểu tử này cố tình làm như vậy. Nàng liền hung hăng vung tay đập bộp lên mũ của hắn một cái. Trương Dương cười hét to, ngồi chắc đó. Sở Yên Nhiên ngồi rất chắc, Trương Dương lái xe không có vượt quá 40 cây em hát cho nên cũng chẳng có gì. Mấy tên thanh niên choai choai nhìn tới, xe đẹp và mỹ nữ đương nhiên là khát khao của mấy cậu nhóc này, bất quá vừa nhìn lên Trương Dương thì trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường, tên kia thực sự là chẳng có chút phong phạm kỵ sĩ gì cả, lái xe cứ như sên bò vậy. Nhưng sở yên nhiên thì chẳng để ý tới những điều đó, ngồi phía sau hai tay ôm lấy lưng hắn, trong lòng nàng tràn ngập ấm áp, nàng chỉ mong những phút giây này là mãi mãi. Trương Dương rốt cuộc cũng phóng xe nhanh hơn lên một chút, sở yên nhiên chỉ hướng đi tới quán ăn hải sản, đúng lúc này thì điện thoại của nàng đổ chuông, nguyên lại là Tôn Hiểu Vĩ gọi điện tới mời nàng tối nay tới tham dự hoạt động tại sân thể thao Thiên Vân. Sở yên nhiên cúp máy, ghé sát miệng vào tai Trương Dương nói, hay là chúng ta cũng tới đó chơi một chút. Mấy ngày nay nàng đều vẫn ở tại bệnh viện, thực sự là có chút bực mình, hơn nữa vừa mới mua xe mới, cũng muốn biểu diễn một chút. Trương Dương cũng áp một tên ham chơi cho nên hắn đồng ý ngay, sở yên nhiên chỉ phương hướng cho hắn, hắn liền hướng sân thể thao thiên vân mà đi tới. Sân thể thao thiên vân là một dự án đã bỏ đi ở Tĩnh An, dự đoán sang năm sẽ dỡ bỏ cho nên tại đây trở thành nơi tụ hội của những người đam mê mô tô. Lúc Trương Dương và sở yên nhiên tới, cả sân thể theo đã sáng trưng cảm tại khu chỗ ngồi, không ít các loại rượu và đồ ăn đã bày khắp trên mặt bàn, đây là cung cấp cho các hội viên của hội được miễn phí sử dụng. Ở giữa sân, bốn gã đi xe thể thao địa hình đang tiến hành biểu diễn. Vài cô gái mặc đồng phục màu hồng đang đứng hò hét cổ vũ rất lớn tiếng, Trương Dương nhếch miệng cười nói, thú vị. Sở Yên Nhiên trừng mắt lườm hắn, tiểu tử này đúng là cái dạng thấy mỹ nữ là sáng mắt lên, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, người thành thực một chút. Tới nơi này đa số đều là con cái các cán bộ tại tỉnh An không thì cũng là cậu ấm cô chiêu của các thương gia. Không ít trong số đó đã từng đi du học nước ngoài, ở bên đó quen với xe phân khối lớn và tốc độ cao nên trở về nước cũng quen mùi. Bất quá tình hình trong nước bất đồng, thế cho nên không được công khai như ở bên kia, nhưng dạo này cũng hay xuất hiện cũng vụ đua xe cá cược, gây ra những tình huống phức tạp. Tôn Hiểu Vĩ mặc một bộ đồ đua xe, đang ngồi uống bia ở khu bàn nghỉ thấy Trương Dương cùng sở yên nhiên cưới con Suzuki đi vào, hắn lộ ra một tia cười nhạt, sau đó tiến tới chào hỏi, yên nhiên. Người đã tới rồi. Trương Dương dựng xe, sau đó hai người đi tới khu nghỉ ngồi, bọn họ vừa rồi một đám người đã vây quanh bình phẩm chiếc xe từ đầu tới cuối. Một gã dáng vẻ khôi ngô đi tới chỗ hai người, hắn nguyên bản là một trong những nhân vật chủ chốt của hiệp hội, đương nhiên sở yên nhiên rất quen thuộc với hắn, yên nhiên. Xe rất đẹp a. À? chút nữa có muốn biểu diễn một lần không? Sở yên nhiên nhìn một chút ra kia thấy có hơn 10 chiếc xe đua, xem ra chàng diện hôm nay rất lớn, nàng quay lại hỏi hắn quy củ thế nào. Báo danh 5 ngàn, số lượng không hạn, đêm nay 20 người đã báo danh rồi, quy củ vẫn như cũ, tiền thưởng là phân nửa tổng số. Trương Dương ngồi bên cạnh yên lặng nghe, như vậy cũng có nghĩa là tiền thưởng cũng lên tới 5 vạn. Sở yên nhiên cười, được, ta báo danh. Xong, Trước hết cứ vui vẻ đi, 11 giờ sẽ bắt đầu. Nói xong Vương Hán liền rời đi chỗ khác. Sở Yên Nhiên nói với Trương Dương cái giải thưởng này cũng gọi là có cho thêm phần ganh đua, chứ thực ra cũng không phải là đánh bạc gì, loại hình này cũng chính là bất hợp pháp, bất quá đám thanh niên tinh lực dư thừa không biết làm gì đều thích thú tập trung tại đây. Sở Yên Nhiên nguyên bản hứng thú đã nhạt nhiều, bất quá hôm nay vừa tậu một chiếc xe mới, tự nhiên lại hứng dậy tâm tư. Trong thời gian đợi cuộc đua bắt đầu, ở giữa sân, các tay đi xe thể thao địa hình vẫn đang biểu diễn, Trương Dương cũng thật có hứng thú nhìn ngắm, nhìn cái này lại tưởng nhớ đến tình cảnh quá khứ có đua ngựa, bất quá đua xe máy thế này tốc độ cao hơn nhiều, hiển nhiên là kích thích người ta hơn nhiều. Chờ mãi rốt cuộc cũng tới 10 giờ tối, sở yên nhiên đứng dậy cười nói, đi thôi, đến giờ rồi. Ngoài khu chuẩn bị đã đỗ hơn 30 chiếc xe đua phân khối lớn. Hiện giờ hình thức thi đấu cũng có nhiều đổi mới, hơn nữa hôm nay mỗi xe đều phải có người ngồi phía sau tham gia, như vậy càng khiến cuộc đua gay cấn cùng kích thích hơn. Tôn Hiểu Vĩ lái một chiếc Piazzo 1000 màu xanh dương, trông cực kỳ nổi bật trong cả đám. Bên cạnh hắn cũng có một cô nàng khá xinh đẹp lại nóng bỏng, tuy vậy hắn cũng không có những hành động thái quá nào với nàng ta. Sở dĩ hắn phải kìm nén là bởi vì có Sở Yên Nhiên ở đây, hắn buộc phải giữ hình tượng của mình. Trương Dương cũng đành bấm bụng ngồi sau xe hợp tác cùng Sở Yên Nhiên. Hơn 30 chiếc mô tô ở đây người ngồi phía sau lại chỉ có mình hắn là con trai, điều này khiến toàn bộ đám người ở đây đều chú ý đến hắn. Không ít cô gái khác cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn mà bàn tán, đôi lúc lại khanh khách cười trộm. Trương Dương ngậm ngùi thở dài ghé sát tai Sở Yên Nhiên hầm hực nói, lòng tự trọng của ta bị ngươi hủy hoại sạch rồi. Sở Yên Nhiên cắn cắn môi dưới, cố gắng nhịn cười, Vega cho xe chạy đến khu xuất phát hai cô gái ăn mặc sexy áo khoác hồng quần zip ngắn cuốn cùng đôi bút cao dài, đang chậm rãi tách khỏi đám đông đi lên phía trước đoàn xe. Trương Dương cũng từng thấy mấy cảnh như vậy bên nước ngoài trong TV, hắn nhịn không được thầm than, ăn mặc mát mẻ quá. Sở yên nhiên không thèm nhìn lại mà chỉ giơ tay gõ ngược lại phía sau chúng ngay kính chắn gió của mũ bảo hiểm. Trương Dương giả vờ ngả đầu về phía sau la lớn, mẹ ơi, chảy máu mũi rồi. Hai cô gái phía trước đều cởi áo khoác ngoài màu hồng ra, để lộ những đường cong mê người ẩn hiện sau lớp áo lót màu đen. Trương Dương mở lớn hai mắt, nhìn chằm chặp vào nửa quả đồi trắng nõn đang không ngừng nhấp nhô lên xuống của hai cô nàng kia. Không riêng gì Trương Dương, toàn bộ đám con trai ở đây đều bị màn này kích thích tới cực điểm, cả đám đều giống lên rồi vê ga ẩm ý như dã thú thấy mồi ngon. Hai chiếc áo khoác màu hồng không ngừng quay quay trên không, cả đám hơn 30 chiếc mô tô phân khối lớn nối đuôi nhau phóng vọt ra công văn hóa thể thao sở yên nhiên cảm giác trương dương ôm chặt mình hơn, rồi có vật gì đó cưng cứng đang không ngừng chọc vào mông nàng. Biết đó là cái gì, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ rực lên quát lớn, người dám không thành thật có tin ta đá ngươi xuống xe hay không. Trương Dương ra vẻ vô tội thở dài nói, nói gì thì nói ta cũng là một gã nam nhân bình thường, hai chúng ta lại gần sát nhau như vậy ta có phản ứng lại cũng là chuyện thường thôi mà. Sở yên nhiên không thèm đôi co với hắn nữa, nàng ve ga chiếc xe liền phóng vọt đi, đang thi đấu căng thẳng, nàng cũng chẳng muốn quan tâm hắn làm gì. Vừa phi ra khỏi cung văn hóa thể thao, Sở Yên Nhiên liền tăng ga cho xe chạy hơn. Đua xe không những cần kỹ thuật điêu luyện mà tính năng cùng sức mạnh của chiếc xe đua cũng đóng góp phần không nhỏ vào chiến thắng. Chỉ mới chạy được hơn 500 mét cả đoàn xe được chia thành 3 top rõ rệt. Sở Yên Nhiên cùng Tôn Hiểu Vĩ đều ở top đầu tiên. Tôn Hiểu Vĩ ngoài tay lái khá điêu luyện ra thì chiếc xe của hắn cũng thuộc hàng xịn. Bởi vậy mà cuộc đua mới bắt đầu mà hắn đã vượt lên trước cả đoàn. Thỉnh thoảng hắn liếc nhìn mấy chiếc xe đang bám đuôi phía sau, hắn nhịn không được nở nụ cười nhạt. Hắn vẫn rất tin tưởng vào tay lái của mình, sau so ra thì cũng thuộc hàng bán chuyên nghiệp, bởi vậy hắn luôn nắm chắc sẽ về nhất những cuộc đua ở đây. Quay lại Sở Yên Nhiên, bởi vì lúc đầu bị Trương Dương quấy rối nên phân tâm xuất phát muộn khiến thành tích của nàng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy rằng nàng vẫn nằm ở top đầu nhưng lại ở cuối hàng nhưng đến ngã rẽ tiếp theo thì với kỹ thuật của nàng cùng tới tính năng vượt trội của chiếc xe mà nàng dễ dàng bứt phá vượt lên đứng thứ ba. Gã đứng thứ hai ngay phía trước là một gã béo mặc áo da màu nâu, ngồi phía sau xe hắn là một cô gái trông cũng khá xinh nhưng trang điểm lại hơi nặng. Cô gái kia thấy sợ yên nhiên đột nhiên vọt lên chạy ngay phía sau xe đang không ngừng đuổi kịp ngay bên cạnh, liền vung cái túi đựng đồ trang điểm lên ném sang bên cạnh. Trương Dương nhanh tay lẹ mắt tóm được cái túi cả giận mắng lớn, mẹ kiếp, người muốn chết à. Ả à kia dường như không nghe thấy Trương Dương nói gì, chỉ hơi cúi xuống, một tay quàng eo ôm chặt gã lái xe, một tay cởi giày cao gót của mình ra, lần này nàng ta nhầm ngay đầu Trương Dương ném tới. Mấy hành động của nàng đều rất thành thục, chứng tỏ nàng ta làm điều này không phải lần đầu, hẳn trong những cuộc đua trước vẫn dùng cách đê tiện này. Trương Dương lấy cái túi trong tay đỡ chiếc giày cao gót của ả à kia, trong lòng liền nhận ra, xem ra cái loại đua xe trái phép này đều không dùng luật thường, chỉ có kẻ thắng mới là cường giả, bất kỳ thủ đoạn nào cũng được dùng thoải mái. Cho tới giờ Trương Đại Quan Nhân không phải là hạng cam chịu lép vế, người kính một nhất định ông phải trả lại cả 10. Trương Dương cũng học cách của ả à kia, cầm cái túi trang điểm trong tay ném mạnh vào đầu gã lái xe béo đằng trước. Tuy động tác giống nhau nhưng lực lượng lại bất đồng hơn nữa thằng nhãi này lại còn ngầm vận chút kinh lực vào chiếc túi, chiếc túi bay vút sang đập thẳng vào mũ bảo hiểm gã lái xe kia. Tuy rằng gã lái xe béo kia có đội mũ bảo hiểm, nhưng do kinh lực quá mạnh lại quá đột một kiến hắn không cầm vững tay lái nữa, chiếc xe cũng chạy xiên hẳn sang một bên rồi nghiêng hẳn đi. Gã lái xe kêu thảm một tiếng rồi văng mạnh ra ngoài, còn ả à ngồi sau cũng sợ hãi hét toáng lên rồi cũng ngã lăn lông lốc trên đường. Chiếc xe do lực quán tính cứ dê một đoạn dài trên đất, gầm xe quệt xuống đất bắn tóe ra các tia lửa tuy vậy hai người bọn họ cũng không việc gì khó nhọc dìu nhau đứng dậy đi lên lề đường trương dương cũng thấy hà lòng hét to một tiếng hiện giờ hắn cùng sở yên nhiên đã đứng thứ hai toàn đoàn tô hiểu vĩ vẫn chăm chú quan sát tình hình phía sau qua gương chiếu hậu thấy sở yên nhiên vẫn bám giết phía sau hắn cũng thấy có phần nóng ruột hắn sử dụng kỹ thuật lái xe chữ s cứ lách qua lách lại hai bên liên tục ngăn không cho sở yên nhiên vượt lên trước mặt thì lại đến một đoạn đường đang làm hiển nhiên là không có đèn đường, một đoạn dài đường tối om om. Đã thế Tôn Hiểu Vĩ chạy đằng trước lại không ngừng đảo xe sang hai bên chặn hết đường vượt lên của nàng. Lúc đang bế tắc không biết vượt lên thế nào thì đột nhiên có ba gã từ phía sau phóng vọt lên vượt qua hai người bọn họ. Lúc đến đoạn đường đang sửa chữa tối om, sở yên nhiên cũng không hề sợ hãi mà giảm tốc, bằng vào kỹ năng điêu luyện của mình vẫn giữ xe chạy với tốc độ trên 100 km h chiếc xe xé gió lao vùn vụt đi trong màn đêm đen. Sở yên nhiên cúi thấp người gần như nằm hẳn lên bình xăng phía trước, còn Trương Dương thì càng ôm chặt eo nàng hơn, cũng hơi cúi người xuống để tránh gió. Thân thể hai người không ngừng dán sát vào nhau, rồi cùng rung lên dữ dội theo tiếng động cơ. Trương đại quan nhân cảm giác rõ ràng một bộ phận nào đó của hắn lại bắt đầu dục dịch lớn dần lên. Hắn âm thầm hít một hơi thật sâu rồi tự nhắc nhở mình. Ta là một đảng viên đảng Cộng sản, ta là một cán bộ nhà nước gương mẫu, ta có đạo đức cách mạng cao thượng. Ở đoạn đường đang sửa chữa trước mặt, Tôn Hiểu Vĩ lại vọt lên trước dẫn đầu đoàn đua. Sở Yên Nhiên cũng không kém, tăng dần tốc độ lên sắp vượt qua ba gã trước mặt. Thế nhưng hai trong ba gã kia lại ép sát vào nhau chặn hết đường đi rồi từ từ thả tốc độ lại, Sở Yên Nhiên cũng buộc phải giảm tốc độ lại, nàng đang định lách sang một bên rồi Vega vọt qua, Thế nhưng hai gã này hành động rất ăn ý, cứ thế thay nhau chặn hết đường không cho nàng có khoảng trống để vượt lên. Hai gã kia vẫn đang từ từ giảm tốc độ ý đồ muốn chặn Sở Yên Nhiên lại phía sau. Thế nhưng vừa đến một khúc cua Sở Yên Nhiên bỗng nhiên lách về phía bên trái rồi Vega thật mạnh, chiếc xe phóng vụt đi vượt qua hai gã đằng trước. Hai gã kia thực cũng không ngờ chiếc xe của Sở Yên Nhiên lại có thể tăng tốc nhanh đến vậy, vì thoáng ngỡ ngàng mà bọn họ hơi chững lại, ngay lập tức liền bị Sở Yên Nhiên bỏ một đoạn xa nhìn trong kính chiếu hậu thấy hai gã kia khuất dần sau màn đêm, khóe miệng sở yên nhiên nở nụ cười đắc ý. Trương Dương cũng vui mừng hoan hô không ngừng, Trương Dương còn chưa hô xong thì sở yên nhiên đã dễ dàng vượt qua tiếp gã lái xe thứ ba, giờ bọn họ lại đứng vị trí thứ hai toàn đoàn đua thấy tôn hiểu vĩ phía trước còn cách một đoạn không xa nữa. Tôn hiểu vĩ thấy sở yên nhiên lại vọt lên chạy ngay phía sau, hắn không khỏi tăng tốc lên hơn 110 km giờ ý định muốn bỏ xa sở yên nhiên lại phía sau hết đoạn đường sửa chữa, phía trước lại có ánh đèn. Sở yên nhiên cũng không ngừng tăng tốc cao hơn, dần dần càng lúc càng đuổi gần tôn hiểu vĩ hơn. Xa xa đã nghe thấy tiếng người hô ngập trời ở cung văn hóa thể thao nơi đích đến. Hai chiếc xe mô tô gần như cùng một lúc chạy vào cổng cung văn hóa thể thao. Sở yên nhiên vẫn tiếp tục vê ga thêm, chiếc xe gần như đã đạt đến đến tốc độ cao nhất có thể. Từ trên cao nhìn xuống, hai chiếc xe gần như trở thành hai đạo thiểm điện, lao vun vút về phía trước với tốc độ kinh hồn. Chiếc xe càng lao nhanh, Trương Dương càng ôm chặt eo sở yên nhiên hơn, mà chỗ đó của hắn cũng không ngừng dán sát vào mông sở yên nhiên hơn. Chiếc xe rung lên bần bật, cảm giác cọ sát liên tục khiến thằng nhãi này không chịu được nữa mà lớn tiếng gào lên ta yêu ngươi. Tuy rằng hắn đã cố sức gào lên nhưng vì tiếng động cơ quá to, lấn áp hoàn toàn tiếng hắn nói. Nhưng chẳng hiểu sao sở yên nhiên lại hơi run lên một chút, chỉ một thoáng do dự, chỉ một thoáng mất tập trung là chiếc xe liền chạy chậm hẳn lại. Tôn Hiểu Vĩ nắm chắc cơ hội Vega vọt lên phía trước chặn đường nàng, chỉ một thoáng đó thôi hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Sau khi đạt đến cực đỉnh, tốc độ xe cũng không thể hoàn hảo như trước nữa mà lại có phần hơi chậm lại, cuối cùng nàng cũng chỉ về thứ hai. Sở yên nhiên bỏ mũ bảo hiểm ra, để mái tóc đen dài bóng mượt xóa tung ra phía sau, nhìn về phía đám người xa xa đang không ngừng hoan hô chúc mừng Tôn Hiểu Vĩ, nhưng trên mặt nàng lại không biểu lộ chút buồn bực tiếc nuối nào. Nàng xoay người lại bắt gặp ánh mắt đầy vẻ áy náy của Trương Dương. Trương Dương thấp giọng nói, "Xin lỗi." Cũng vì câu nói của hắn ngay lúc quyết định kiến Sở Yên Nhiên mất tập trung để tôn hiểu vĩ vượt lên, cướp đi vị trí thứ nhất, đoạt mất hơn 7 vạn tiền thưởng. Trương Dương cũng thấy áy náy thực lòng muốn xin lỗi. Sở Yên Nhiên nhẹ lắc lắc đầu, bỗng nhiên nàng lại tiến lên hai bước áp sát mặt vào ngực hắn. Trương Dương cứ ngây ngốc đứng nhìn mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi đưa hai tay lên cầm hai bờ vai nàng. Trong ấn tượng của hắn thì đây là lần đầu tiên cô nàng này lại chủ động như vậy, hắn vẫn còn tưởng nàng ta là vì thua cuộc mà buồn nên nhẹ giọng an ủi, không sao đâu, sau này còn nhiều cơ hội nữa mà. Sở yên nhiên vòng tay ôm chặt hắn vào lòng, nhẹ giọng nói ta không quan tâm tới mấy cái đó, chỉ là, chỉ là muốn ngươi nói lại câu đó lần nữa, nói xong nàng càng thấy xấu hổ hơn, cứ rút vào lòng hắn không dám ngẩng đầu nhìn nữa. Mãi tới lúc này Trương Dương mới hiểu tại sao nàng ta lại hành động như vậy. Trương Dương cũng thấy quá bất ngờ mà kích động không nói thành lời, cứ lắp bắp ta ta yêu ngươi. Không đúng, lần này nghe buồn nôn lắm, ngươi chẳng chịu thành thật chút nào cả. Sở yên nhiên nghe hắn nói mà nổi cả da gà, vội vàng buông hắn ra. Trương Dương có chút không cam lòng nhìn nhìn lại bộ dạng buồn cười của nàng ta. Xem ra muốn bày tỏ tình cảm cũng phải tùy vào hoàn cảnh thích hợp một lúc sau tôn hiểu vĩ mới tách ra khỏi đám người đi tới phía này hắn mỉm cười gật đầu với sở yên nhiên người thắng luôn có cái thái độ lạnh nhạt coi thường nhưng hắn không nhắm vào sở yên nhiên mà muốn nhắm vào thằng nhãi trương dương kia hắn cười cười bắt chuyện trước yên nhiên kỹ năng lái xe của ngươi càng lúc càng thuần thục hơn rồi đó sở yên nhiên cũng chỉ nhàn nhạt cười không nói gì từ trước tới giờ nàng cũng không mấy thích thú gì với gã tôn hiểu vĩ này mà dùng hai từ phản cảm thì đúng hơn nàng lạnh nhạt bỏ lại một câu, bọn ta đi trước. Nói xong nàng ném chìa khóa cho Trương Dương. Trương Dương nổ máy, nàng chậm rãi đi tới rồi ngồi nghiêng một bên, vòng hai tay ôm thắt lưng Trương Dương một cách rất thân thiết. Trong ánh mắt tôn hiểu vĩ toát ra sự ghen ghét nồng đậm cứ nhìn chầm chầm hai người Trương Dương đang khuất dần trong màn đêm. Vừa rời khỏi cung văn hóa thể thao thiên vân xong thì có sáu chiếc mô tô khác đều chạy tới chặn hai người Trương Dương cùng sợ yên nhiên trương dương liền nhận ra một gã trong số chúng chính là gã tài xế béo mặc áo da màu nâu mà lúc nãy bị trương dương ném túi trang điểm trúng đầu gã béo này cũng khá có tiếng tăm ở đất này hắn có biệt danh hòa thượng vừa rồi đua xe bị trương dương ám toán hiển nhiên hắn vẫn ghi hận trong lòng hắn cùng đám đàn em vẫn một mực chờ trương dương ở chỗ này hắn nhất quyết phải dạy dỗ thằng nhãi con kia một bài học cho chưa sở yên nhiên thấy đám người kia mặt mày giữ tợn lại chặn đường của mình nàng nhẹ giọng khuyên, đám người này đều không phải hạng tốt lành gì, chúng ta báo cảnh sát đi. Trương Dương khinh thường cười nói, cảnh sát nhân dân còn phải bận trăm công nghìn việc, không có việc gì to tát cả, không nên làm phiền đến họ làm gì. Trương Dương quét mắt nhìn cả đám xung quanh thở dài nói, ta ghét nhất là bạo lực, thế nhưng là bọn chúng bức ta phải dùng bạo lực mới chịu nghe lời. Trước mặt nữ nhân, thằng nhãi này luôn luôn tìm cách khoe mẽ. Audio điện tử võ tấn bền hai chiếc xe Vega vào tới người Trương Dương, hai cái ống tuyết cũng được dơ lên quá đầu, ý định muốn nhầm đầu thằng nhãi kia đập xuống. Thấy điệu bộ hùng hổ không coi ai ra gì của hai thằng nhãi kia, Trương Dương thực sự bị chọc giận thật rồi. Mẹ nó chứ, xem ra pháp luật còn quá nhẹ tay với mấy đám du côn này. Bị cái ống tuyết kia đập trúng đầu cũng dễ gây án mạng lắm chứ. Trương Dương nhíu nhíu mày giơ tay tóm ngay đầu ống tuyết rồi dùng sức giật mạnh một cái hai gã lái xe kia không ngờ thằng nhãi này lại biêu hãn đến vậy, vì quá bất ngờ nên bọn chúng bị hững đà ngã lăn xuống đất, còn hai chiếc mô tô do không người lại nên vọt về phía trước một đoạn ngắn rồi đổ dầm. Xuống đất, Trương Dương gạt chân trống xuống xe bước tới rồi xoay đầu hai ống tuyếp lại đập hai thằng dưới đất mỗi thằng một cái như trời giáng. Từ dạo trước đến giờ Trương Dương xuống tay đánh người rất có nghề, một đòn vừa đủ lực khiến hai gã kia mất khả năng chiến đấu lại khiến bọn chúng nếm mùi đau đớn chứ không nguy hiểm gì tới tính mạng gã béo biệt xanh hòa thượng cùng đám đàn em thấy trương dương vừa ra tay cái liền hạ gục hai gã trong đồng bọn lúc này mới nhận ra đã động phải thú dữ thế nhưng bên hắn người đông thế mạnh không nhẽ lại đi sợ thằng nhãi con hỉ mũi chưa sạch kia cả đám cùng rút đồ chơi ra hét lên một tiếng rồi xuống lại quây đánh trương dương nhất quyết phải trả thù cho đại ca cùng hai gã đồng bọn nhất quyết phải dạy dỗ thằng nhãi con kia một bài học nhớ đời trương dương nhếch mép cười lạnh không hề báo trước vung tay phải phi ống tuyết trong tay chúng ngay bả vai gã hòa thượng hắn đau đớn thét lên một tiếng, cả thân hình ục ịch của hắn bay ngược về phía sau nặng nề rơi xuống đất. Không đợi hắn bảo dậy, Trương Dương lại vào tới tung một cước ngay bụng hắn khiến hắn văng ra xa vài mét, bụi mù bay ngập trời che tầm nhìn mọi người, cũng chẳng biết hắn sống chết thế nào nữa. Trương 118, không ai bị nổi. Nhìn sở yên nhiên đối với Trương Dương tình tình ý ý, trong lòng tôn hiểu vĩ cơn ghen dâng lên mút trời, bao nhiêu lửa giận đều hung hăng chút cả lên người hòa thượng kia cao chân hạ thẳng xuống đầu hòa thượng một cái, nhưng không tưởng được là hòa thượng này vật ra đất, miệng sùi bọt mép, cả người co quắp khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt, dồn ánh mắt nhìn về phía tôn hiểu vĩ. Tôn hiểu vĩ thực sự là phiền muộn, mặc dù hắn tức giận mà ra đòn thật, nhưng vẫn là đã khống chế lực lượng có chừng mặc, thật không ngờ người ta vẫn bị như thế. Trương Dương thì đúng là cái dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, tiểu tử này rút điện thoại ra bấm 120, Trương Dương đã nhìn ra rõ ràng là hòa thượng kia bị rượu cao dương phát tác. Trương Đại thần y không phải là không có bản lĩnh cứu hắn mà là không đáng tiêu hoa tinh lực với mấy cái việc vớ vẩn này. Trương Đại quan nhân thở dài nói với Tôn Hiểu Vĩ, người không hay rồi, đã gây ti nạn chết người A. Tôn Hiểu Vĩ sắc mặt tái mét đi nhìn Trương Dương, nghẹn nửa ngày mới buông ra được một câu là người đánh hắn trước. Từ lời này là biết ngay tố chất tiểu tử này không ra gì rồi gặp phải chuyện mà việc đầu tiên nghĩ tới là đổ cho người khác. Sở yên nhiên bất mãn chừng mắt nhìn tôn hiểu vĩ, nàng khinh thường nhất là những kẻ không có một chút khí chất nam nhân như thế, nhẹ kéo tay áo trương dương nói, mặc kệ hắn. Chúng ta đi thôi. Đám hòa thượng xông tới, không được đi. Trước khi sự tình được giải quyết ai cũng không được phép đi. 120 còn chưa tới, 110 đã đến trước rồi, hiện trường một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người đều thầm chửi, dù sao bọn họ ngầm đua xe vẫn là bất hợp pháp, kinh động tới cảnh sát sẽ là vô cùng phiền phức. Có chuyện phiền phức thì là khẳng định có rồi, đêm nay tham dự đua xe ngầm chắc chắn là có người mật báo với cảnh sát, nếu khôn thì cảnh sát không thể có mặt nhanh chóng như thế được. Sau khi phong tỏa hiện trường, bắt đầu tiến hành kiểm tra, sở yên nhiên là người trực tiếp tham gia cho nên cư nhiên là bị cảnh sát điều tra. Bởi vì trong số người tham dự có những nhân vật như sở yên nhiên hay tôn hiểu vĩ, đều là con cháu nhà quan lớn cả, cho nên cảnh sát nhanh chóng ý thức được chuyện này có phần vướng tay vướng chân. Người phụ trách nhiệm vụ lần này lập tức hội báo về với Cục trưởng Tĩnh An Cảnh Siêu. Cảnh Siêu xử lý loại chuyện này cũng rất kinh nghiệm, nguyên tắc là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ cần không nháo ra cái án hình sự là mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn, không những thế mà lại còn có thể tạo được một tầng quan hệ với lãnh đạo cấp cao. Cảnh Siêu đương nhiên không muốn sự việc trở lên phiền phức, và cũng không muốn đắc tội với mấy bị lão đại. Nhưng sự tình lại không có thuận lợi như hắn mong muốn, gã hòa thượng trên đường đi bệnh viện đã qua đời, điều này khiến cho tính chất sự việc trở lên cực kỳ nghiêm trọng. Đám hòa thượng quả quyết là tên hòa thượng kia là bị người ta hành hung chết, trước là Trương Dương, sau đó là Tôn Hiểu Vĩ đánh hắn, hai người họ đương nhiên vô pháp có thể thoát khỏi liên quan, hiện đã bị cảnh sát khống chế. Trương Đại Quan Nhân cũng thật không ngờ tên hòa thượng kia lại chết, tiểu tử này tuy rằng không có cái gì cảm thông đồng tình, nhưng nghe thấy tên hòa thượng kia chết trong lòng cũng có chút khó chịu, dù sao hắn cũng là người hành y, vừa rồi nếu rét ai một chút thì tên hòa thượng kia đã qua được kiếp này. Nhưng dù sao cũng đã chết rồi, trong lòng trương đại thần y không khỏi thầm chửi đám nhân viên cấp cứu kia cũng thật ăn hại, có một kẻ lên cơn động kinh mà cũng không thể cứu được. Trương Dương và Tôn Hiểu Vĩ trực tiếp bị đưa tới phân cục Bình Đông, mạng người là không nhỏ, trước khi có kết quả giám định pháp y, bọn họ đương nhiên trở thành đối tượng hoài nghi số một. Ngôn tình ngược, sở yên nhiên thấy Trương Dương tự dưng bị cuốn vào phiền phức, trong lòng lo lắng vạn phần, nàng liền đi theo tới phân cục Bình Đông. Đi đến trước cửa đã thấy rất nhiều người tụ tập xuống đông xuống đỏ ở đó, tất cả đều là hòa thượng hoặc là thân nhân của nạn nhân, tất cả đều yêu cầu phải trừng trị nghiêm khắc kẻ sát nhân. Trương Dương bị cuốn vào cơn phiền phức này thật sự là bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có lo sợ cái gì, tiểu tử này trước giờ chưa bao giờ là người sợ phiền phức, hắn xác định rõ ràng hòa thượng kia toi mạng chẳng có liên quan gì tới hắn. Trơn địa quan nhân là ai? Là một siêu cao thủ đồng thời là một thần y, hắn rét hay mạnh yêu thế nào chẳng nhẽ bản thân lại còn không biết. Trương Dương thậm chí biết rằng ngay cả tôn hiểu vĩ cũng không liên quan, hòa thượng kia là lên cơn phát bệnh mà thôi. Nhưng tôn hiểu vĩ thì không có biết như vậy, từ lúc biết hòa thượng kia toi mạng, hắn chỉ có trong đầu một ý niệm đó là làm thế nào để có thể chút bỏ trách nhiệm, làm thế nào để có thể đổ hết trách nhiệm lên người Trương Dương. Trương Dương trong quá trình cảnh sát thẩm vấn đều tỏ ra thái độ hết sức phối hợp, hắn chủ động kể lại câu chuyện từ đầu tới cuối, không một chút giấu giếm nào. Lúc phân cục Bình Đông đang điều tra, Bí thư thị ủy Tĩnh An cũng đã nhận được tin tức, hắn tuy rằng biết con trai mình thích đua xe nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, lại có cả liên quan sở yên nhiên trong đó. Trong đầu Tôn Quốc Bình không khỏi thầm than đúng là hồng nhan họa thủy, nhất định là thằng con trời đánh kia muốn biểu hiện trước mặt mỹ nhân mà mới gây ra cái sự như thế. Hắn và cục trưởng cục cảnh sát tĩnh an cảnh siêu quan hệ không sai, liền trực tiếp điện tới cho cảnh siêu. Cảnh siêu hiện đang trên đường tới phân cục Bình Đông, bình thường thì xảy ra ổ đả chết một mạng người cũng không phiền tới cục trưởng cục cảnh sát tĩnh an, nhưng lần này lại có liên quan tới con em mấy cán bộ cao cấp, dính dáng nhiều mặt khiến cho hắn không thể không lo lắng, đành phải đích thân tự đi một chuyến cố gắng xử lý chuyện này cho thật tốt cảnh siêu đã lý giải một ít tình huống khiến cho hắn vui mừng chính là sở yên nhiên không có liên quan tới chuyện này đánh người chính là trương dương và tôn hiểu vĩ bất quá tôn hiểu vĩ một mực khẳng định hắn không có đánh chết người chính là trương dương đánh tên hòa thượng kia hắn chỉ là vô tình bị dính dáng vào hơn nữa mọi người đều có thể chứng minh chuyện này là do trương dương theo lên trên thực tế thì đúng là đứng về phía trương dương chẳng có ai ngoại trừ sở yên nhiên căn bản thì hắn là nhân vật ngoại lai từ nơi khác tới xảy ra chuyện thì tâm lý bài trừ kẻ ngoài cũng là rất bình thường thân phận của trương dương cũng đã được điều tra rõ hắn hiện là chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện xuân dương thuộc tỉnh bình hải tại bắc kinh một cán bộ phó ban nhỏ nhoi cảnh siêu căn bản không thèm để vào mắt hắn hiện tại đang tính toán làm sao để chuyện này có thể xử lý gọn gàng nhận được điện thoại của tôn quốc bình cảnh siêu đem tình huống tóm gọn luyện nói cho Tôn Quốc Bình, vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi, bất quá căn cứ theo lời khai thì đối tượng hiềm nghi là Trương Dương và Tôn Hiểu Vĩ đánh người gây ra tử vong. Hắn còn chưa có nói xong, Tôn Quốc Bình đã ngắt ngang, lão cảnh. Người xem tiểu vĩ lớn lên từ trước tới giờ, tính cách nó người cũng rõ, nó thế nào lại có thể chủ động đánh người. Nhất định có kẻ vô hãm hắn, tính cách xưa này trầm ổn như Tôn Quốc Bình bây giờ khi con trai xảy ra chuyện vẫn không kiên nhẫn được, muốn nhanh chóng giải nguy cho nhi tử. Cảnh siêu thấp giọng nói, hiện tại tất cả người chứng kiến đều nói là tôn hiểu vĩ có tham gia đánh người, hơn nữa trước khi chết chính là tay tôn hiểu vĩ đánh. Ai nói, là cái tên Trương Dương kia chứ gì? Lão cảnh, người không thể chỉ nghe lời một bên, tôn quốc bình bởi vì lo lắng quá cho con trai nên có chút rối loạn. Cảnh siêu an ủi nói, lão tôn, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm tốt, ngoại trừ Trương Dương kia cũng không có ai có vấn đề gì lát nữa ta sẽ làm cho hắn phải khai thật trương dương nhạy cảm cảm thấy ngữ khí của đám cảnh sát có chút bất thiện thành thật khai ra ngoại trừ ngươi còn có ai tham gia ẩu đả trương dương thở dai nói ta nói với đồng chí cảnh sát rồi a à, đừng có bắt ta phải nhắc lại mãi thế tới cuối cùng vẫn là chỉ có tôn hiểu vĩ ngươi nói láo chúng ta đã kiểm tra qua rất nhiều người ở đây bọn họ đều nói chỉ có mình người đánh người ngữ khí của tên cảnh sát đột nhiên nghiêm khắc hẳn lên Trương Dương nhìn tên cảnh sát, khóe môi lộ ra một tia cười nhạt, hắn đã minh bạc rốt cuộc ảnh hưởng của gia thế Tôn Hiểu Vĩ cũng đã có tác dụng. Cảnh sát đang nỗ lực đem Tôn Hiểu Vĩ loại ra khỏi chuyện này, nói một cách khác chính là cố gắng bắt bản thân hắn phải gánh hết chuyện này. Trương Dương tuy rằng không phản đối chuyện nhà Tôn Hiểu Vĩ muốn thoát tội, tuy nhiên mấy gã cảnh sát làm thế này khiến cho hắn có chút phản cảm. Làm cái gì mà người chết còn chưa có điều tra rõ ràng đã muốn đổ hết trách nhiệm sang cho người khác. Con mẹ nó, lão tử là người dễ bị khi dễ thế sao? Trương Dương vẻ mặt ngạo mạn nói, ta nói mỗi câu đều là sự thực cả. Các ngươi muốn đem hết chuyện đổ lên đầu ta sao? Quốc gia cho các ngươi mặc cái bộ cảnh phục chính là để các ngươi gìn giữ công lý, chứ không phải để tìm cách vụ oan hãm hại người khác. Tên cảnh sát nghe thấy Trương Dương nói như thế nhất thời nổi giận, hắn đứng bật dậy vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, ngươi là cái thái độ gì vậy? Ngươi thân là một đảng viên, một cán bộ quốc gia, cư nhiên lại vô pháp vô thiên, kinh thường những người chấp pháp. Người có biết người hiện tại chính là đối tượng nghi vấn phạm tội không hả? Trương Dương mỉm cười nói, đe dọa hả? Ta nói cho người thế này, hiện là xã hội dân chủ, người muốn vụ oan ta sao? Xuất ra chứng cứ đi. Ngươi, chính nghĩa công lý, bốn chữ này tốt nhất ngươi nên về học lại đi một chút, bằng không người gặp không may sẽ lại chính là ngươi đó. Trong lời Trương Dương có chút uy hiếp, chứng kiến tôn hiểu vĩ đánh người không chỉ có một người, kể cả cảnh sát có bịp miệng được tất cả thì cũng vẫn còn có sợ yên nhiên, đương nhiên Trương Dương hoàn toàn yên tâm nàng đứng về phía mình. Bởi vì trước đó đã biết thân phận sợ yên nhiên, hơn nữa nàng cũng không có tham gia ẩu đảo cho nên cục trưởng phân cục Bình Đông cũng không có giữ nàng, sau khi tìm hiểu rõ tình huống liền đưa nàng sang phòng khách ngồi. Cục trưởng thì cục cảnh siêu sau khi tới liền chủ động tìm nàng yên nhiên. Mau tới đây ngồi đi, sở yên nhiên cũng không quá quen thuộc cảnh siêu chỉ là vài lần thấy mặt qua đương nhiên nàng biết đối phương tỏ ra khách khí với nàng như vậy đều là bởi phụ thân sở yên nhiên vẫn lễ phép gọi một tiếng cảnh thúc thúc sau đó ngồi trên ghế sofa biểu hiện của cảnh siêu tỏ ra ngưng trọng hắn thở dài nói xảy ra chuyện gì vậy sao ngươi lại có mặt ở đây có biết mấy cái chỗ như thế này rất là nguy hiểm không trong lòng sở yên nhiên hiện tại cũng chỉ đang lo lắng cho trương dương nàng cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của cảnh siêu mà trực tiếp hỏi lại luôn trương dương thế nào rồi chuyện này các người định xử lý thế nào cảnh siêu mơ hồ cảm thấy có vẻ như quan hệ giữa sở yên nhiên và trương dương không tầm thường hắn mỉm cười nói người yên tâm chúng ta nhất định xử lý chuyện này không bằng tuyệt đối không làm oan cho người tốt sở yên nhiên nói cảm tạ bất quá sao ta không thấy hắn đâu cảnh siêu còn chưa nói gì thì khâu vĩ nghiệp bên cạnh đã đáp tạm thời không được Hiện Trương Dương là đối tượng hiểm nghi lớn nhất, không thể cho người khác gặp mặt được. Biểu tình của Sở Yên Nhiên lập tức trở lên ngưng trọng, nàng bắt đầu ý thúc được chuyện này không đơn giản, tới cuối cùng đánh chết người là tôn hiểu vĩ, rất nhiều người đều nhìn thấy như vậy. Tại sao Trương Dương lại là đối tượng tình nghi nhất? Cảnh siêu thầm than chuyện này thực sự là lãi ý khó giải quyết rồi. Trên thực tế thì ngoại trừ Trương Dương và Sở Yên Nhiên, những người còn lại tại hiện trường xử lý đều rất dễ dàng nhưng riêng một mình sợ yên nhiên cũng đủ để khiến hắn đau đầu. Cảnh siêu không muốn chuyện này liên quan tới tôn hiểu vĩ, nhưng thái độ có vẻ kiên quyết của sợ yên nhiên khiến cho hắn cảm thấy chuyện này trở lên phiền phức. Hắn thấp giọng nói yên nhiên, hay là ngươi cứ về nghỉ trước đi. Chuyện này có kết quả ta sẽ thông chi cho ngươi. Sở yên nhiên kiên quyết lắc đầu, ta không đi. Trước khi giải quyết xong chuyện này ta sẽ không ly khai. Nàng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, thấy Tôn Hiểu Vĩ đang đi ra ngoài bãi đỗ xe, hướng tới chiếc xe của cha hắn đang đậu ở đó. Sở yên nhiên có chút phẫn nộ vò tới, Tôn Hiểu Vĩ. Tôn Hiểu Vĩ nghe thấy thanh âm nàng gọi, hắn dừng cước bộ lại. Sở yên nhiên đứng trước mặt hắn chất vấn, chính ngươi đã gây ra chuyện vì sao lại không dám thừa nhận. Tôn Hiểu Vĩ sắc mặt trắng bệch, hắn trả lời né tránh, thấp giọng nói, sự tình ta đã nói rất rõ ràng, bên cảnh sát sẽ làm rõ chuyện này, nói xong hắn xoay người bước vào ô tô, hướng tài xế nói, đi mau đi. Tôn Hiểu Vĩ ngang nhiên rời đi khiến cho Yên Nhiên có dự cảm không ổn, nàng bắt đầu ý thức được đám người này đang muốn đổ hết trách nhiệm lên người Trương Dương. Nàng đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Trương Dương bị người ta khi dễ được, sợ Yên Nhiên đứng ngây ngốc ở giữa bãi đỗ xe một lúc, sau đó rút điện thoại di động ra. Tống Hoài Minh từ lúc biết nữ nhi dính vào việc phiền phức có chút lo lắng, tới lúc biết nàng không có vấn đề gì mới yên lòng. Kỳ thực hắn cũng rất mâu thuẫn trong lòng không biết có nên gọi điện hỏi thăm nữ nhị một chút hay không. Vừa lúc này thì điện thoại của hắn đổ chuông, nhìn lại một chút thì là số điện thoại của Yên Nhiên. Nữ nhị chủ động gọi điện cho hắn khiến cho hắn có chút bất ngờ, kể từ sau khi vợ qua đời, con gái không hề chủ động liên lạc với hắn. Tống Hoài Minh cố gắng áp chế nội tâm kích động, giọng bình tĩnh nói, "Yên Nhiên, con không sao chứ? Đã chế thế này còn không có về nhà?" những lời này chính là nói cho nàng biết rằng chuyện vừa rồi hắn cũng đã biết cũng toát lên sự quan tâm đối với nàng tuy rằng biểu hiện của phụ thân rất quan tâm nhưng ngữ khí của yên nhiên vẫn lãnh đạm tống bí thư người bị chết là do tôn hiểu vĩ đánh thế nhưng hiện tại tôn hiểu vĩ thì lại được thả ra trong khi đó trương dương lại trở thành kẻ tình nghi số một và bị giam ta thực sự muốn hỏi xem công an thị tĩnh an này tồn tại có phải là để bảo vệ chính nghĩa và công lý không nói xong nàng lập tức cúp máy Tống Hoài Minh vẫn cầm chiếc điện thoại bên tai, mãi một hồi lâu sau mới buông xuống. Lúc sở yên nhiên đứng tại bãi đỗ xe gọi điện, cảnh siêu đứng trong phòng cũng ra qua cửa sổ ra. Với kinh nghiệm của hắn đương nhiên đoán được cú điện thoại này là gọi cho ai, ánh nhìn về chiếc đi động để trên bàn sẵn sàng chờ điện thoại. Quả nhiên sau đó một lúc, điện thoại của cảnh siêu đổ chuông và số gọi tới đúng là số của Tống Hoài Minh. Cảnh siêu lập tức cung kính nghe máy Tống Bí Thư đã trễ thế này mà còn chưa nghỉ sao. Tống Hoài Minh thân âm vẫn lãnh tĩnh như thường, rất khó nghe ra lời của hắn là ý tứ như thế nào, lão cảnh. Ta nghe nói tôn hiểu vĩ được thả rồi. Cảnh siêu hạ giọng, tống bí thư. Chuyện này thì rất nhiều người chứng minh hắn không có quan hệ, cũng không hề tham dự ẩu đả. Như vậy ý ngươi là con gái ta nói xạo, nó giả bộ làm chứng. Giọng Tống Hoài Minh vẫn hết sức bình thản, nhưng trong đó lại toát ra một cỗ hàn khí khiến cho cảnh siêu nghe xong không rét mà run. Cảnh siêu có chút sừng sốt, hắn thật không ngờ Tống Hoài Minh lại phản ứng như vậy, theo như hiểu biết của hắn từ trước tới giờ quan hệ của Tôn Quốc Bình và Tống Hoài Minh vốn rất tốt, bản thân hắn xử lý chuyện này cũng không có vấn đề gì, vẫn là theo nguyên tắc chiếu cố cho con em cán bộ, cố gắng không đắc tội với một nhân vật nào. Hắn cười nói, thế nào lại có thể như vậy? Ta nhìn yên nhiên từ lúc nó còn bé tới giờ, đương nhiên là nó sẽ không làm như thế rồi. đó chính là tôn hiểu vĩ mới là đối tượng tình nghi lớn nhất. lão cảnh, người có thể để một đối tượng tình nghi số một công khai rời đi như thế sao? chuyện này nên xử lý cẩn trọng một chút, đừng có để những mối quan hệ làm ảnh hưởng tới sự phán đoán. tống hoài minh nói rõ ràng xong lập tức quốc máy. cảnh siêu rất cẩn thận suy nghĩ. tống hoài minh thực sự là rất rõ ràng, hắn tín nhiệm con gái một cách vô điều kiện làm cho cảnh siêu có chút hơi bối rối. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn là muốn bảo vệ cho Tôn Hiểu Vĩ, nhưng lập trường của Tống Hoài Minh như vậy là rõ ràng hắn sẽ đứng về phía con gái hắn, mà Sở Yên Nhiên thì chắc chắn đứng về phía Trương Dương, nói cách khác thì kế hoạch đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Trương Dương sắp tới nếu như mà thực hiện thì sẽ là vô cùng ngu xuẩn. Bất quá nếu như làm rõ ràng thì sẽ lại đắc tội với Tôn Quốc Vĩ, điều này thực sự là khó khăn, nguyên bản cũng là vì sự xuất hiện của Sở Yên Nhiên khiến cho tính toán của hắn sai lệch bây giờ quan điểm lập trường của hai vị lão đại kia coi như là hoàn toàn đối lập lẫn nhau. Cảnh siêu bắt đầu bối rối, hắn có chút hối hận vì đã sớm để tôn hiểu vĩ rời đi, hiện tại bên ngoài người thân của nạn nhân đang rất ồn ào. Nếu như xét nghiệm tử thi kết quả là nạn nhân bị hành hung mà chết thì nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Không nghiệp vĩ bên cạnh rút ra một điếu thuốc đưa cho hắn rồi châm lửa cho hắn, làm sao bây giờ? Cảnh siêu hút một hơi, sau đó thấp giọng nói kết quả xét nghiệm có thì chuyển ngay cho ta tuyệt đối không đưa cho ai khác hắn dừng một chút rồi lại nói để cho sở yên nhiên vào thăm trương dương một chút sao không nghiệp vĩ ngạc nhiên hỏi lại đi đi sở yên nhiên được cho phép gặp trương dương từ điểm này nàng đoán được chắc hẳn phụ thân đã xuất thủ rồi có vậy nàng mới yên lòng hơn có hắn đứng ra nói trương dương hẳn là sẽ được đối xử công bình trương dương ngồi trong căn phòng nhỏ thấy sở yên nhiên đi vào Hắn vẫn mỉm cười tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sở Yên Nhiên đi đến cạnh hắn nhỏ giọng nói, đều là ta không tốt. Nếu như ta không tham gia đua xe thì cũng đã không xảy ra chuyện gì. Trương Dương cười nói, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, không có quan hệ gì tới ngươi. Tên cảnh sát vẫn đứng phía sau nhìn chằm chằm hai người khiến cho bọn họ không thể nói chuyện tự nhiên được, Trương Dương nhẹ giọng khuyên nhủ, ngươi về nghỉ đi. Ta không sao đâu hai ngày vừa rồi người đều ở trong bệnh viện cả cứ nghỉ ngươi cho tốt là được sở yên nhiên lắc đầu nàng cầm tay hắn nói ta không đi đâu hết ta ở lại chỗ này với ngươi trương dương mỉm cười đây là trụ sở công an a à, ngươi cho là nhà ngươi sao nhà đầu này về nghỉ đi ta tin tưởng chuyện này sẽ rất nhanh có kết quả thôi tên cảnh sát phụ trách thăm hỏi nói hết giờ thăm hỏi rồi mời ly khai sở yên nhiên mày liếu dựng thẳng nàng hung hăng nói, ta không ly khai, người không phục thì gọi cảnh siêu lại đây. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ đã là 5 giờ sáng, cảnh siêu vẫn chưa ngủ, cả hắn và khâu nghiệp vĩ đều đang chờ đợi kết quả xét nghiệp, phải biết rằng kết quả này quan hệ rất lớn tới cách xử lý việc này. Khiến cho cả hai hết sức vui mừng chính là tên hòa thượng kia chết không phải bởi vì ngoại thương mà hắn có bệnh về tim, nguyên nhân tử vong là do bị tai biến đột ngột, có thể nói là hoàn toàn không phải do người khác gây nên. Cảnh siêu nhìn bản báo cáo mà như chút được gánh nặng trong lòng, hắn thở phào nhẹ nhõm. kết quả cái chết của tên hòa thượng kia phát bệnh chứ không liên quan tới người khác, nói cách khác chuyện này cũng không thành một cái án hình sự, như vậy mọi chuyện sẽ dễ xử lý. Tôn hiểu vĩ cũng không cần phải quay lại, mà nghi án đối với Trương Dương cũng được xóa bỏ. Có thể nói đây là một kết quả tốt nhất có thể. Không nghiệp vĩ nói, bên ngoài kia đám người của tên hòa thượng vẫn còn đang gây chuyện, cảnh siêu lạnh lùng, thông báo cho bọn chúng kết quả. Ai còn gây chuyện thì bắt lại. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, gây chuyện tại cơ quan điều tra không phải là tội nhỏ đâu, nói để cho chúng nó biết. Không nghiệp vĩ thấy thái độ của cảnh siêu cứng rắn hẳn lên, rõ ràng là chuyện này đã nắm rõ. Hắn hỏi, vậy còn Trương Dương? Cần phải xử lý như thế nào thì xử lý? Thả Trương Dương ra, chuyện này không quan hệ tới hắn. Trương Dương và Sở Yên Nhiên rời khỏi, Lúc đó đám người của tên hòa thượng kia cũng đã rời đi, bọn chúng đương nhiên cũng không muốn chuốc phiền phức đối với cảnh sát làm gì. Bầu trời không được sáng sủa cho lắm, gió khá lớn, nhìn sắc trời có vẻ u ám, Trương Dương bỏ cái áo khoác gió khoác lên người Sở Yên Nhiên, nàng cũng không có cự tuyệt, đôi mắt đẹp nhìn hắn, trong đó chứa đầy tình ý. Trương Dương nhẹ nhàng khóc lấy eo nhỏ của nàng, hai người cứ như thế yên lặng mà đi trận phong ba này tự nhiên cả hai người minh bạch một điều đó là họ không hề ly khai khỏi đối phương, trong nội tâm cả hai lúc nào cũng có hình bóng của người còn lại. Sở yên nhiên nhỏ giọng nói, người cả đêm không nghỉ rồi, để ngày mai hãy về Đông Giang. Trương Dương cười nói, ta không sao, đã đi nhiều ngày như thế rồi, bây giờ phải về. Có lẽ chiều nay ta sẽ về. Sở yên nhiên lưu luyến không rời đành gật đầu như e giọng nói, đợi ngoại công khá hơn ta sẽ đi Bắc Kinh tìm ngươi, Trương Dương gật đầu. Phía trước một chiếc xếp quân dụng đang đỗ, Hồng Trường Vũ ngồi trên xe vẫy vẫy tay với hai người. Sở Yên Nhiên và Trương Dương vội vàng tách nhau ra, Sở Yên Nhiên không khỏi ngượng đỏ cả mặt vì màn ôm nhau vừa rồi của hai người đã bị Hồng Trường Võ nhìn thấy hết cả. Trong lòng Hồng Trường Vũ thầm than, nghĩ không ra nha đầu này thực sự là yêu quá sâu rồi. Tối qua nghe Tống Hoài Minh nói chuyện, sáng sớm Hồng Trường Vũ đã vội tới đây xem xét, nghe tin cả hai đều khôn vấn đề gì mới yên tâm ra ngoài đứng chờ cả hai người thân mật chào một tiếng hồng thúc thúc hồng trường vũ hất đầu lên xe cả đi hai người lên ngồi ghế sau rồi sở yên nhiên liền hỏi hồng thúc thúc ngoại công ta có biết chuyện này không nàng lo lắng sở trấn nam biết chuyện này lại kích động sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe hồng trường vũ lắc đầu nói chúng ta không nói cho lão yên nhiên a à không phải ta đã nói với người nhiều rồi sao cái chuyện đua xe này đừng có tham gia vừa nguy hiểm lại vừa là trái pháp luật. ngộ nhi ớ có chuyện gì chúng ta biết ăn nói làm sao với lão gia tử sở yên nhiên cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi hồng trường vũ lại nhìn trương qua cái gương chiếu hậu có chút bất mãn nói trương dương ngươi cũng là một cán bộ quốc gia là một đảng viên thế nào lại rét ai ẩu đả với đám lưu manh đó sau này làm việc gì thì cũng phải cân nhắc tới hậu quả thanh niên nhân các người thật là. Trương đại thần y rất ghét bị người khác dùng cái gióng trưởng bối này mà lên lớp, luận bối phận hắn không đáng là lão tổ tông của người khác thì thôi, bất quá nể mặt mũi sở yên nhiên, trương dương cũng không có phản bác lại. Sở yên nhiên chủ động giải thích, chuyện này không trách hắn được, là do Tết ham ra đua xe nên mứa oi gây rắc rối với mấy kẻ đó, hắn là bảo vệ cho ta nên mới như vậy. Trương Dương cười nói, dù gì thì vẫn là do ta mà ta, Hồng Thúc Thúc trách ta là đúng lom. Hồng Trường Vũ thấy Sở Yên Nhiên bênh vực cho hắn như thế trong lòng thầm than đúng là nữ nhân hướng ngoại, nguyên bản còn định giáo huấn Trương Dương vài câu nhưng thấy vậy cũng lại thôi. Hắn bình tĩnh nói, "Sự tình đã điều tra xong, nạn nhân là bị tai biến dẫn tới nghẽn mạch tim, không có liên quan gì tới người khác, cho nên cũng ít phiền phức. Bất quá lấy đó làm bài học, sau này ít tham dự vào những chuyện loại như thế này đi." Hồng Trường Vũ đưa hai người đến nhà khách, Trương Dương xuống xe, sở yên nhiên đang định xuống theo thì bị hồng trường vũ gọi lại yên nhiên ngươi theo ta về nhà triệu a di đã chuẩn bị điểm tâm rồi ăn một chút rồi còn tới chỗ ngoại công ngươi sở yên nhiên tuy rằng chưa muốn rời trương dương nhưng hồng trường vũ đã an bài như vậy cũng chỉ có thể nghe theo trương dương trở lại phòng của mình sau khi tắm xong lại khoanh chân đả tọa một lúc tinh thần và tinh lực cũng phục hồi lại kha khá nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua trương dương không khỏi có chút áy náy dù sao cũng là hắn không ra tay cho nên một sinh mệnh mới ra đi, tuy rằng tên đó cũng là cái đám lưu manh xã hội tạp nhạp nhưng đã là tính mệnh thì ai cũng như ai cả mà thôi. Trương Dương đang chuẩn bị tới bệnh viện thăm Sở Trấn Nam một chút thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Mở cửa phòng, thấy Hồng Trường Vũ đứng bên ngoài, Trương Dương cũng chỉ chào, Hồng thúc thúc. Trong lòng thầm nghĩ không biết hắn quay lại là vì cái gì. Hồng Trường Vũ gật đầu nói, tới mời ngươi đi ăn. Trương Dương mỉm cười xin miễn, "Dạ thôi, cứ để ta tự nhiên, không cần phiền phức như thế đâu ạ." À. Nhưng thái độ của Hồng Trường Vũ rất là kiên trì, Trương Dương không lay chuyển được hắn nên chỉ đành theo hắn đi tới đó. Hai người tới trà lâu gần đó, ở Tĩnh An này cũng không có quá nhiều phòng trà, Hồng Trường Vũ trước đó đã đặt một gian phòng tại lầu 3 ở đây. Trương Dương đi theo hắn vào mới biết đã có người đang đợi sẵn ở trong đây rồi. Phụ thân của Sở Yên Nhiên Bí thư thị ủy Tĩnh An Tống Hoài Minh đang ngồi ở bàn, chậm rãi phẩm trà. Chén trà nóng khói bốc nghi ngút khiến cho không thể nhìn rõ khuôn mặt lão, càng làm cho có vẻ bí hiểm. Đối với Tống Hoài Minh, Trương Dương có một sự kính trọng không nói lên lời, không chỉ bởi hắn là phụ thân của Sở Yên Nhiên, mà Trương đại quan nhân còn cảm nhận được từ hắn một loại khí thế uy áp, ít có người cấp cho Trương Dương một cái cảm giác như vậy được. Trương Dương mơ hồ cảm thấy Tống Hoài Minh là một nhân vật không đơn giản. Tống Hoài Minh mỉm cười đánh giá thanh niên nhân trước mặt, hơi nhấc cầm lên nói, ngồi đi. Trương Dương lúc này mưa oi lịch sự ngồi xuống đối diện với Tống Hoài Minh. Hồng Trường Vũ không có đi vào, hắn đong cửa căn phòng lại rồi đi ra ngoài, để cho hai người ở lại trong phòng nói chuyện riêng với nhau. Tống Hoài Minh định đưa tay lấy ấm trà, Trương Dương nhanh tay nhanh mắt để ý thấy liền cầm lấy ấm trà trước, cung kính rót đầy chén trà cho Tống Hoài Minh, sau đó mới rót cho mình tuy rằng sở yên nhiên hận phụ thân của nàng, nhưng cốt nhục tình thâm là vô pháp có thể phủ nhận, cho nên Trương Dương đối với vị nhạc phụ đại nhân này vẫn tỏ ra tôn trọng vô cùng. Tống Hoài Minh chỉ đã bánh trên bàn nói, ta tùy tiện gọi một ít, cũng chẳng biết người có thích hay không nữa. Bánh niềm tâm của trà lâu này là rất có tiếng tăm từ lâu rồi đó. Người hẳn là vẫn chưa ăn đúng không? Trương Dương gật đầu, hắn cũng không có khách khí với Tống Hoài Minh, gắp một cái bánh tôm lên ăn thật sự là Tống Hoài Minh không có khoa trương, bánh ở đây thật sự là rất ngon, vô luận là nguyên L gì cũng đều là đồ hảo hạng cả. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cho nên không khí cũng không quá căng thẳng. Tống Hoài Minh đa phần thời gian đều là chú ý quan sát thanh niên nhân trước mặt này. Trương Dương có cảm giác như kiểu lão nhạc phụ đang quan sát đánh giá con rể, về mặt trầm ổn hắn đương nhiên không thể nào so sánh với lão bí thư đã lăn lộn nhiều năm trên quan trường, rốt cục cũng mở miệng hỏi tống bí thư tìm ta không biết là có việc gì tống hoài minh mỉm cười cứ ăn no đi nói xong hắn lại tiếp tục trầm mặc xuống trương dương nguyên bản có chút lo lắng nhưng nhanh chóng ổn định lại tâm lý hắn minh bạch người ta đây là muốn lợi dụng phương thức này để khảo nghiệm hắn khiến cho hắn chưa bắt đầu nói chuyện đã loạn nghĩ không ra tống hoài minh này niên kỷ so với cố duẫn chi thấp hơn nhiều mà tu vi cũng thâm trầm không kém trương dương đã tiếp xúc với không ít các vị lão đại nhưng khiến cho hắn xuân ra cái cảm giác có một cỗ uy áp đè trong lòng không có mấy người, mà Tống Hoài Minh là người trẻ nhất trong đó. Hoàn cảnh đã là như vậy, cao thủ so chiêu cũng là âm thầm, Trương Dương bình tĩnh điều chỉnh ổn định lại tâm lý rồi tiếp tục thản nhiên ngồi ăn. Tống Hoài Minh ăn xong một cái bánh, đưa chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi, trà ở phân cục Bình Đông so với ở đây thế nào? Trương Dương mỉm cười, chỉ có nước sôi để nguội, ngay cả một chiếc lá trà cũng không thấy tống hoài minh bật cười ha hả trương dương cũng nở nụ cười theo tiếng cười làm cho bầu không khí thêm phần hòa hợp tống hoài minh lúc ngừng cười mới nói ta lần này gặp ngươi là muốn cảm tạ ngươi đã chữa bệnh cho lão nhạc phụ của ta nghe nói được ngươi red ai lão khôi phục rất nhanh hẳn là tống hoài minh từ miệng của hồng trường vũ mà biết được sự tình lúc mới nghe qua còn cho rằng tiểu tử miệng hôi sữa kia là cái dạng lang băm vớ vẩn hiện tại đích xác tin tưởng bản lĩnh của trương đại thần y rồi Trương Dương ra vẻ khiếm tốn, là thân thể lão thủ trưởng khỏe mạnh, ta cũng đâu có giúp được gì nhiều. Tống Hoài Minh đặt chén trà xuống bàn, rốt cuộc câu chuyện cũng đi vào trọng tâm, ngươi và yên nhiên quen nhau lâu chưa? chương 119, tình thâm. Từ lúc bước vào phòng thấy Tống Hoài Minh ngồi đợi từ trước, Trương Dương cũng đoán ra hắn tìm mình là vì chuyện về sở yên nhiên, phòng vo tam quốc một hồi cuối cùng lão cáo giả này cũng đi vào chủ đề chính, Trương Dương cũng không có ý định giấu giếm thành thật gật đầu nói, quen nhau hồi đầu xuân, lúc đó nàng ta chạy như bay trên sườn núi thanh thai, do không cẩn thận nên bị ngã gãy chân. Tống Hoài Minh cũng biết chuyện này, hắn thở dài nói, con bé tính tình rất quật cường, nó vẫn luôn cho rằng là ta đã hại chết mẹ nó, từ lúc mẹ nó chết đến nay nó chưa hề gọi ta một tiếng, cha, lần đầu tiên trong mắt hắn lại để lộ chút bi thương buồn phiền. Trương Dương cũng nghe Sở Yên Nhiên kể về gia cảnh của nàng nhưng chuyện nhà người ta hắn cũng không tiện can thiệp vào, ngẫm lại một lúc lửa câu chữ xong mới thấp giọng nói, yên nhiên cũng phải chịu khổ nhiều. Đúng vậy, con bé không muốn về ở chung với ta bởi vậy lão nhân gia mới phải nuôi con bé từ nhỏ đến giờ. Từ bé nó đã phải sinh hoạt trong quân đội, tính tình tính cách cực kỳ giống lão nhân gia, lúc nào cũng nóng nảy hấp tấp vội vàng, lại ưa mạo hiểm. Nhưng tất cả điều đó chỉ là vẻ bề ngoài, một vỏ bọc con bé tự tạo ra để bảo vệ mình. Nói gì đi chăng nữa nó cũng chỉ là nữ hài tử mà thôi. Trương Dương cũng biết cái đạo lý, không ai hiểu con cái mình bằng cha mẹ, tuy rằng Tống Hoài Minh đã lâu không sống cùng con gái nhưng hắn vẫn quan tâm để ý đến Sở Yên Nhiên từng chút một thì mới hiểu rõ tính cách nàng ta như vậy được. Tống Hoài Minh lại nói tiếp, bất kể chuyện là như thế nào đi chăng nữa thì ta cũng đã làm tổn thương con bé, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn nỗ lực bù đắp lại cho nó, nhưng bao lâu nay nó cũng không hề chủ động nói với ta nửa lời mãi tận tới tối qua con bé trực tiếp gọi diện cho ta. Hắn nói đến đây xong lại dừng lại một chút nước mắt đầy thâm ý nhìn Trương Dương. Trương Dương cũng đoán ra 89 phần hẳn tối qua sở yên nhiên đã gọi điện cho cha nàng, nghĩ đến đây Trương Dương cũng thấy có phần xúc động. Vì mình mà nàng ta có thể vứt bỏ oán hận cha bao năm nay mà trực tiếp gọi điện nhờ vả, thâm tình sâu đậm như vậy dù có là sắt đá thì cũng phải xúc động yêu thương. Tống Hoài Minh thấp giọng nói tiếp, yên nhiên là cô gái tốt, Ta nghĩ ngươi cũng nhận ra được điều này, chỉ hy vọng ngươi biết trân trọng và yêu quý nó." Trương Dương cũng nhận ra những lời này mới là trọng điểm buổi nói chuyện hôm nay. Quả nhiên Tống Hoài Minh không phải là người đơn giản, từ đầu tới giờ chỉ là đánh lạc hướng cùng suy xét con người Trương Dương, mãi đến giờ hắn mới thực sự đi vào chủ đề quan trọng nhất. Từ những lời trên có thể nhận ra hắn luôn quan tâm lo lắng đến con gái mình, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương con bé. Hơn hết Tống Hoài Minh là người có tư tưởng tiến bộ, hắn không hề vì địa vị hiện tại hay xuất thân của Trương Dương mà tỏ ra kinh thường hay bài xích nhưng những vị quan chức cao cấp khác, chỉ cần con gái thích hắn liền tôn trọng và chấp nhận tất cả. Mà tiểu tử Trương Dương này cũng gây cho hắn ấn tượng không nhỏ. Kể cả bỏ qua y thuật siêu cường của Trương Dương đi thì tối qua tiểu tử này biểu hiện cũng rất tốt. Chỉ riêng việc tiểu tử này dám đứng ra đối chọi lại đám du côn kia rồi đến cả lúc bị cảnh sát bắt đi hắn vẫn một mực che chở cho yên nhiên, điểm này chính là điểm hắn đánh giá cao nhất ở Trương Dương. Hắn luôn cho rằng người đáng để con gái hắn yêu thì phải là người có dũng khí vào thời khắc mấu chốt nhất vẫn đứng ra che chở cho yên nhiên, đó mới là tố chất của một nam nhân tốt, có trách nhiệm, đáng được tin tưởng. Nhìn chung buổi thưởng trà nói chuyện của hai người hôm nay diễn ra khá tốt đẹp, lúc hai người cáo từ, Tống Hoài Minh muốn Trương Dương giữ kín buổi nói chuyện hôm nay. Trương Dương cũng hiểu ý hắn nên vui vẻ đồng ý ngay. Trương Dương ra khỏi phòng một lúc thì Hồng Trường Vũ đẩy cửa bước vào tùm tỉm cười nói, hai người nói chuyện thế nào rồi? Tống Hoài Minh lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng Trương Dương dưới đường khuất dần sau ngã rẽ, hắn thấp giọng nhàn nhạt, nhạt nói, một thanh niên trẻ tuổi không tệ, khá khôn ngoan sắc sảo, lại có chủ kiến. Hồng Trường Vũ rất ít khi thấy Tống Hoài Minh đánh giá người khác cao như vậy, hắn không khỏi thở dài nói, rất nhiều lần lão Tôn nhờ ta làm mối cho con trai hắn với con gái ngươi nhưng giờ xem ra chẳng trông đợi gì được nữa rồi. Tống Hoài Minh đạm nhiên cười nói, chuyện tình của đám thanh niên đám trưởng bối chúng ta có quản cũng chẳng được. Nhưng mà người cũng đừng nên che chở con trai hắn quá như vậy, vụ án còn chưa điều tra rõ ràng đã vội vã dùng quyền lực mà đòi thả người. Nếu như vụ án thực sự liên quan đến tiểu tử tôn hiểu vĩ kia thì thử hỏi hắn giải thích sao với lãnh đạo, ăn nói sao với dân chúng đây. Hồng Trường Vũ nhận rõ sự khó chịu của Tống Hoài Minh với cha con lão tôn, trong lòng không khỏi thầm than. Không ngờ hai đều là lão bằng hữu lâu năm với nhau và vì chuyện của con gái lại đâm ra có ác cảm với nhau như vậy. Theo Tống Hoài Minh lâu như vậy đương nhiên Hồng Trường Vũ cũng biết rõ tính cách của hắn ta. Trông thì lúc nào cũng hỏa ái dễ gần vậy thôi chứ những lúc quyết định hắn không ngần ngại xuống tay quyết liệt. Trên chính đàn tĩnh an không có mấy ai dám đối đầu trực tiếp với hắn, cho dù trong đám lãnh đạo cao tầng tỉnh Bắc Nguyên hắn cũng là người có địa vị cùng quyền lực khá mạnh, cũng bởi vì tuổi đời còn trẻ mà tâm cơ cùng thủ đoạn của hắn cực kỳ cao siêu. Như đã định trước, khoảng hơn 12 giờ trưa Trương Dương liền rời khỏi tĩnh An. Tuy vẫn lưu luyến hắn không rời nhưng sở yên nhiên cũng biết hắn còn phải đi làm, còn nhiều việc hắn phải lo liệu mà mình còn phải ở lại chăm sóc ông nội. Chỉ lặng lẽ tiến hắn tới cổng lớn bệnh viện quân khu. Nói thực trương đại quan nhân không thích mấy cái cảnh tiến đưa ướt át này, dù tiến mười dặm cũng phải nói lời chia biệt mà càng quyến luyến bịn dịn thì lại càng khiến người ra đi lẫn người ở lạ buồn bã bi thương hơn. Mà giờ đâu còn giống như thời đại tùy chiều. Dù có cách cả ngàn dặm thì ngồi máy bay vài tiếng là có thể ở bên nhau rồi, việc gì phải làm cái mặt đau buồn như người ta đi chết không bằng. Quay về khách sạn Long Giang sắp xếp thu dọn hành lý xong rồi đánh xe đến trạm xăng ngay cạnh đổ đầy bình xong xuôi đâu đấy Trương Dương cho xe chạy thẳng một mạch về Đông Giang. Nhìn lại đồng hồ một chút ước chừng khoảng 7 giờ thì tới Đông Giang, chắc hẳn vẫn kịp bữa cơm chiều. Hết địa phận tĩnh an, Trương Dương rút di động gọi cho cố dài đồng báo rằng mình đang trên đường về. Nghe Trương Dương nói tối nay sẽ về, cố giai đồng cũng tỏ ra vui mừng khôn xiết. Từ giọng điệu nàng cho thấy tâm tình nàng đã tốt hơn rất nhiều, chắc có lẽ đã thoát khỏi bóng ma chuyện hai hôm trước. Trương Dương hẹn tối nay cùng ăn cơm, tiện thể kêu nàng ta đặt vé máy bay sáng mai còn phải về Bắc Kinh công tác. Trương Dương vẫn đang một tay cầm vô lăng một tay nghe điện thoại thì đột nhiên chiếc xe đằng sau tăng tốc vượt lên trước rồi chặn ngay trước mặt xe của Trương Dương. liền đó chiếc xe kia đột một hãm phanh khiến Trương Dương giật mình cũng vội vàng đạp phanh gấp. Bốn chiếc bánh xe mài xuống đường nghe chói tai cùng với bốn vệt đen kéo dài trên đường tới mấy mét mới dừng lại. Trong không khí tràn ngập mùi cao su két lẹt cực kỳ khó ngửi. Trương Dương vừa vứt điện thoại sang bên cạnh thì thấy trong gương chiếu hậu một chiếc Santana 12 chỗ ngồi hạng trung cũng áp sát ngay phía sau xe hắn. Hai xe đằng trước đằng sau vây kín xe Trương Dương ở giữa, không còn đường thoát. Chiếc xe đằng trước vừa dừng lại cửa mở ra có bốn gã bước xuống đi tới chỗ chiếc Mercedes của Trương Dương, dẫn đầu là Tôn Hiểu Vĩ. Chẳng là Tôn Hiểu Vĩ vẫn ghi hận chuyện tối qua trong lòng, từ việc hắn ganh ghét với Trương Dương về Sở Yên Nhiên rồi đến việc đánh người gây án mạng, hắn liền dùng ra thế của mình đổ hết tội lỗi lên đầu Trương Dương. Vẫn tưởng rằng thằng nhãi kia phải chết không sai, thế nhưng cuối cùng thằng nhãi kia lại vô sự thoát ra. Tôn Hiểu Vĩ thấy không cam lòng liền kêu mấy huynh đệ đón lóng Trương Dương ở khách sạn Long Giang. Từ lúc Trương Dương vừa rời khỏi khách sạn Long Giang, hắn cùng đồng bọn liền lặng lẽ bám theo Trương Dương đến tận khu ngoại ô này mới bắt đầu ra tay chặn đường. Hắn nhất quyết phải dạy dỗ cho thằng nhãi kia một bài học nhớ đời. Vừa thấy mặt Tôn Hiểu Vĩ, Trương Dương liền hiểu ra thằng nhãi này muốn làm gì, nhưng trên mặt Trương Dương vẫn giữ nụ cười hòa ái chậm rãi mở cửa xe ra cười nói: "Ồ, trùng hợp thật a." À nghĩ không ra chỗ này cũng có thể gặp ngươi. Tôn Hiểu Vĩ lạnh lùng gật đầu trong ánh mắt toát lên lửa giận cùng cực, Trương Dương, mày vẫn tưởng rằng chạy tới tĩnh an gây chuyện xong mà vẫn có thể bình an vô sự rời đi được sao? Cửa ở thân xe chiếc Santana 12 chỗ phía sau vừa đẩy ra 10 gã liên tiếp nhảy xuống đi lên phía trước. Hai xe tổng cộng 14 người vây Trương Dương vào giữa. Tôn Hiểu Vĩ tuy không chơi với xã hội đen nhưng vẫn có khá nhiều anh em bạn bè, chỉ cần gọi một tiếng là đều chạy đến giúp sức. Tôn Hiểu Vĩ cũng chỉ muốn dạy dỗ thằng nhãi con vinh vinh váo váo kia một chập cho hả giận, bởi vì tối qua hắn cũng được tận mắt thấy kỹ năng đánh lộn của thằng nhãi kia rất khá bởi vậy hôm nay hắn phải gọi tới 14 người. Hắn tin 14 người cùng nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết thằng nhãi kia rồi, nói chi đến chuyện đánh đấm nữa. Chỉ có điều hắn làm sao biết lực chiến đấu của trương đại quan nhân biến thái đến cỡ nào. Trương Dương quét mắt nhìn cả đám người rồi nhét mép cười nhạt một tiếng, không nói một lời nào Trương Dương liền bế khí vào tới tung hai cước chúng hai gã đứng hai bên trái phải tôn hiểu vĩ. Lại nói về hai gã kia vẫn tưởng thằng nhãi con này hôm nay chết chắc, vậy mà đột nhiên thân hình hắn nhoáng lên một cái ngay tiếp đó là cơn đau dữ dội từ bụng truyền thẳng niên não. Cả hai gã đều rú lên đau đớn, cả thân hình bay ngược về phía sau nặng nề rơi xuống đất bịch. Bịch, hai tiếng. Cả đám 14 người ở đây kể cả tôn hiểu vĩ cũng chỉ là hạng chó đàn, Thấy đông người nên lúc đầu hùng hùng hổ hổ muốn giết người, thế nhưng Trương Dương lại ra tay phủ đầu chỉ hai cước đơn giản mà đá bay hai gã kia ra xa tít nằm yên bất động, chẳng biết sống chết ra sao. Trước thần uy của Trương Dương, cả đám không tự chủ được mà lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với gã hung thần kia. Tôn Hiểu Vĩ vẫn đứng ngây ngốc một chỗ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả đám đồng bọn lùi lại phía sau hiển nhiên hắn bị đẩy lên làm tiên phong đứng đầu trận tuyến. Trương Dương chậm rãi bước từng bước một đến chỗ Tôn Hiểu Vĩ tôn hiểu vĩ lúc này mới giật mình nhận ra trương dương đang dần dần áp sát mình hắn hoảng sợ lắp bắp nói ngươi ngươi muốn làm gì trương dương khinh thường liếc mắt nhìn hắn đưa tay túm cổ áo hắn hơi nhấc lên rồi lấy tay còn lại vỗ vỗ mấy cái vào má hắn một sự khinh thường sỉ nhục đến cực điểm trương dương lắc lắc đầu thở dài nói ngươi đừng sợ ta cũng chẳng thèm đánh ngươi làm gì người lớn như ta cũng chẳng thích mấy cái chuyện cậy lớn bắt nạt trẻ danh như vậy tôn hiểu vĩ uất ức muốn phản kháng thế nhưng lại gặp ánh mắt sắc bén cùng sát khí nồng đậm tỏa ra từ người trương dương chẳng hiểu sao cả người hắn lại như vô lực đến nhấc tay cũng khó khăn chứ đừng nói đến phản kháng lại hắn cũng chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống cam chịu để trương dương sỉ nhục trương dương nhả tay buông cổ áo hắn ra lật tay lại dùng mu u bàn tay vỗ vỗ trước ngực hắn nhàn nhạt, nhạt nói hôm nay tâm tình ta rất tốt không muốn xử các ngươi làm gì mau mau biến đi lần sau đừng để ta nhìn thấy nói xong Trương Dương chậm rãi đi lên chiếc xe của Tôn Hiểu Vĩ đang chặn đường chiếc me Trương Dương quay lại quét mắt nhìn cả đám đứng đằng sau rồi nhoẻn miệng cười khỉnh một tiếng, tiếp đến ngồi xổm xuống bên cạnh xe, đưa tay bám vào phần khung dưới gầm xe. Chẳng cần phải hô hào gì, Trương Dương chỉ hít sâu một hơi, bế khí rồi dùng sức bật mạnh dậy lật ngửa chiếc xe sang một bên. Cả đám đàn em cùng Tôn Hiểu Vĩ đều trợn mắt há mồm nhìn chàng cảnh trước mắt. Bất kỳ gã nào ở đây cũng đều lầm tưởng rằng mình hoa mắt nhìn nhầm, cái việc một người lật nhào cả xe ô tô thì chỉ có trong phim ảnh thôi chứ, thế nhưng hiện tại thì sao? Chiếc xe đang nằm ngửa bốn bánh trổng lên trời ngay trước mắt kia thì giải thích thế nào? Trương Dương vỗ vỗ tay quay lại cười cười với Tôn Hiểu Vĩ rồi thong dong mở cửa xe chui vào. Ô tô vừa chạy sát người Tôn Hiểu Vĩ, Trương Dương thò đầu ra cười đùa nói, "Cảm ơn ngươi đã kéo đám đàn em đến đưa tiễn ta." Giờ thì xin phép ta còn việc bận phải đi trước. Tôn Hiểu Vĩ cứ đứng ngây ngốc một chỗ nhìn chiếc me xét đen của Trương Dương, đến lúc chiếc xe khuất hẳn sau làn đường, cả người hắn như không còn chút sức lực nào nữa khụy hẳn xuống đường. Một lúc sau có một lão nông dân lái máy cày chạy ngang qua, hắn thấy chiếc xe bị lật ngửa bên đường liền cả tiếng nói có cần xe kéo không. Việc cố dài đồng rút khỏi cuộc cạnh tranh lần này chẳng khác gì tiếng sét ngang trời với Vương Học Hải. Vừa nghe tin này hắn liền cho rằng phải chăng nàng ta sợ hãi vì vụ vừa rồi? Nhưng ngẫm lại thì như vậy cũng không đúng cho lắm, cứ cho là nàng ta sợ đi, nhưng nàng ta vẫn có thể chọn cách lui lại phía sau hỗ trợ, chứ việc gì phải đòi rút lui như vậy? Điều này đồng nghĩa với việc nàng ta không muốn hợp tác với mình nữa. Nghĩ đến đây Vương Học Hải cảm thấy cực kỳ buồn bực, phải biết rằng cuộc cạnh tranh lần này Cố Gia Đồng là con át chủ bài trong tay hắn, chỉ có nàng ta mới đủ cơ sở đấu lại Lương Thành Long, đấu lại tập đoàn Phong Dụ. Nếu như không còn nàng ta nữa thì hắn gặp tình thế cực kỳ bất lợi. Rất nhanh Vương Học Hải liền nghĩ tới một khả năng, phải trang nàng ta nghĩ mình là chủ mưu đằng sau vụ tạt máu loãng vào người nàng ta. Càng nghĩ hắn càng cho rằng như vậy, ngay sau đó rất nhiều lần hắn muốn nói chuyện giải thích hiểu lầm với Cố Gia Đồng, nhưng tất cả đều bị Cố Gia Đồng từ chối thẳng thừng. Trên đời này không có con buôn nào chịu từ bỏ lợi ích cùng tiền tài. Cố Gia Đồng tỏ ý muốn rút lui chứ không phải là từ bỏ hoàn toàn nàng làm vậy cũng bởi vì từ chuyện vừa rồi nàng nhận ra Vương Học Hải không phải là người đáng tin cậy để hợp tác. Ngược lại với Vương Học Hải, Phương Văn Nam là người đáng tin cậy hơn, thân thế cùng vấn đề tài chính rõ ràng, hơn hết điều kiện hắn đưa ra càng ưu đãi hơn Vương Học Hải. Suy xét cẩn trọng lại, cố dài đồng liền quyết định hợp tác với Phương Văn Nam, chỉ có điều bài học còn đó, lần này nàng cũng không dại gì đứng đầu sóng ngọn gió nữa. Nghe tin cố dài đồng rút lui lương thành long liền mừng ra mặt, Vậy là đối thủ nặng ký nhất cũng bị loại bỏ, vậy miếng đất kia còn ai có khả năng tranh giành với hắn được cơ chứ? Nói trắng ra thì hắn cũng chỉ sợ mỗi mình vị lão bản cố bí thư kia mà thôi, tuy rằng chú hắn là bí thư thị ủy thật đấy, nhưng so với cô bí thư tỉnh ủy thì vẫn chưa đáng là gì, bởi thế mà hắn phải cam chịu nhẫn nhục từ đầu tới giờ. Còn Lương Thiên Chính, hắn đã phải tự mình hạ thân tới tận cửa thăm hỏi vậy mà cô bí thư lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt nhưng điều làm hắn bất ngờ nhất lại chính là chính miệng cố giai đồng nói không muốn tham gia cạnh tranh miếng đất kia nữa điều đó đồng nghĩa phiền toái lớn nhất không đánh lại tự lui thực ra trước khi đến thăm cố bí thư cùng cố giai đồng hắn đã suy nghĩ qua và quyết định bắt cháu trai mình từ bỏ việc tranh giành miếng đất kia đi hắn nghĩ chỉ vì một miếng đất còn con chỉ vì chút tiền lời mà đắc tội với nhiều người càng gây thù chút oán thì sau này càng khó làm ăn hơn nhưng cháu hắn lương thành long lại một mực kiên kỳ đòi theo bằng được hắn cho rằng cố giai đồng cùng lão già cố bí thư kia thực cũng ép người quá đáng bình hải lớn như vậy cớ sao lại cứ phải tranh giành một miếng đất với hắn hắn vẫn luôn cho rằng lão già kia vốn chỉ muốn lợi dụng chuyện này chèn ép thị uy với chú hắn lão già kia muốn trước khi về hưu mới giao uy mới định một tay che trời muốn đối phó triệt hạ hứa thường đức triệt hạ những kẻ khác đối chọi với lão ấy tuy rằng lương thiên chính ngoài miệng không nói gì nhưng thật ra trong lòng hắn cũng thấy khó chịu lão cáo giả cố dẫn trí kia từ trước tới nay hắn vẫn luôn tin tưởng đứa cháu trai do chính tay hắn nuôi dưỡng dạy dỗ, hắn tin cháu mình không làm cái chuyện tạt máu loãng vào người cố gia đồng. Vẫn biết mình vô tội nhưng để chắc chắn, Lương Thiên Chính vẫn tỏ ra chân thành, bắt cháu mình tới tận bệnh viện thăm cố giai đồng, nhưng cuối cùng thì sao? Cháu mình thì bị thằng nhãi Trương Dương kia đánh ở bệnh viện, còn hắn thì đích thân tới tận cửa nhà người ta thăm hỏi lại bị cố bí thư tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Quả thực từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ bị người khác xỉ nhục thẩm tệ đến vậy. Chú, cố giai đồng thực sự rút lui không tranh giành miếng đất kia nữa sao? Cháu thấy nàng ta cũng biết sợ rồi thì phải. Nói những lời này Lương Thành Long không khỏi cảm thấy vài phần đắc ý. Lương Thiên Chính cầm bao thuốc trên bàn lên rút ra một điếu. Lương Thành Long cuốn quyết lấy bật lửa ra châm cho hắn, rồi lại thân thiết nói chú, sức khỏe chú không tốt cho lắm, không nên hút thuốc nhiều. Lương Thiên Chính ngả người tựa ra sau ghế đầu ngửa ra sau nhìn Trần. Hắn rít một hơi dài rồi thở ra một đám khói trắng, đến lúc đám khói tan hết hắn mới chậm rãi hỏi, người nhất định phải có được miếng đất đó sao? ủng hộ chính chủ vào ngay chu mtiuien, Việt Nam. Lương Thành Long cương quyết gật đầu, nhưng dường như như vậy cũng chưa biểu lộ rõ sự quyết tâm của hắn, hắn liền nói thêm chú, cháu đã mất khá nhiều tiền để điều tra kỹ lưỡng miếng đất đó, lại còn thiết kế dự án, lên kế hoạch khai thác và sử dụng nữa. Cháu biết tình hình kinh tế Đông Giang cũng như hướng phát triển sau này của thành phố, bởi vậy cháu mới dồn hết công sức vào hạng mục lần này. Đã tốn bao công sức như vậy rồi đâu dễ gì bỏ ngang như vậy được. Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp, tập đoàn phong dụ của chúng ta chuyên kinh doanh đầu tư về vấn đề thi công xây dựng công trình, về phương diện này chúng ta có kinh nghiệm cùng máy móc kỹ thuật vượt trội mà trước đây cố dài đồng chỉ buôn bán đồ dùng thủ công mỹ nghệ làm gì biết đến phương diện này. Vậy mà nàng ta tự dưng lại đi tranh giành miếng đất đó với chúng ta, chỉ là chuyện cười cho thiên hạ. Nàng ta dựa vào cái gì mà đòi tranh giành với chúng ta? Căn bản nàng ta chỉ biết dựa vào ông bố là bí thư tỉnh ủy mà thôi. Lương Thiên Chính ngử lạnh một tiếng nói, người còn trẻ thì biết cái gì. Tuy ta không tham gia mấy việc làm ăn buôn bán của các ngươi nhưng ta cũng biết một đạo lý, giữ được hòa khí sẽ phát tài. Thương trường không phải là nơi một người độc chiếm, người càng có nhiều địch thủ thì sau này người càng phát triển khó khăn. Những lời này của hắn cũng chẳng lấy ở đâu xa mà đó là những đúc kết của hắn từ bao nhiêu năm trên chính đàn, có nhiều điểm thương trường giống với quan trường. Trên quan trường cũng vậy, cho dù chỉ là cái đinh nhỏ hay một viên đá ven đường nhưng nếu như ngươi không cẩn thận thì có lúc nó sẽ làm ngươi bị rách chân, khiến ngươi phải đau nhức mãi không thôi. Cẩn trọng, Luôn chú ý giữ hòa khí đó cũng là chuẩn tắc trên quan trường. Trước kia Cố Duẫn Trí cũng vậy, hắn luôn trầm ổn, làm việc cẩn trọng nhưng chẳng hiểu sao hai năm gần đây tính tình cùng cách hành xử của hắn lại thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ là vì hắn phải nghỉ hưu, con đường làm quan của hắn sắp đến hồi kết nên hắn mới buông thả mình tận hưởng những khoái cảm của đỉnh cao quyền lực. Lương Thiên Chính thấp giọng dặn dò cháu trai mình, bởi vì ngươi là cháu ta nên ta mới nhắc nhở ngươi. Bất kể là cố gia đồng có tham gia hay không tuyệt đối ngươi không được kinh thường mà phải cẩn thận, không chỉ có mình ngươi muốn miếng đất đó, không ít kẻ vẫn giỏ ngó miếng mồi ngon đó. Ta nhắc lại một lần nữa, nghìn vạn lần không được kẻ khác nắm được nhược điểm của mình, cũng không nên để xảy ra những sự cố ngoài ý muốn tránh gây phiền phức sau này. Lương Thành Long cũng hiểu ý chú muốn nói gì, chú vẫn luôn lo lắng mình vì chuyện này mà gây phiền phức không đáng có cho công tác của chú. Lương Thành Long trịnh trọng hứa hẹn, xin chú cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ làm tốt chuyện này, nhất định sẽ không gây phiền toái cho chú. Không phải ta sợ gặp phiền phức mà ngươi là một người kinh doanh làm ăn, điều quan trọng nhất chính là làm gì để báo đáp lại quê nhà, làm gì để xúc tiến nền kinh tế Đông Giang càng phát triển lớn mạnh hơn. Sau rồi mới nghĩ đến lợi ích bản thân, ngươi có hiểu không? Lương Thiên Chính vẫn rất mực yêu thương đứa cháu trai này, những lời này là giáo huấn hắn làm gì để thành người tốt, người có ích cho xã hội. Cố Giai Đồng tuyên bố không tham gia cạnh tranh miếng đất của cửa hàng Bách Hóa Dệt Đông Giang, thứ nhất là để tránh những tai nạn không đáng có như chuyện vừa rồi, thứ hai là để che mắt đối thủ. Đây là quyết định sau khi nàng bàn bạc phương án với Phương Văn Nam, như vậy Phương Văn Nam sẽ là người đứng ra tranh đấu miếng đất kia, còn Cố Giai Đồng thì lui về hậu thuẫn, giải quyết các vấn đề phía sau màn. Quả nhiên sách lược này của Cố Giai Đồng đã lừa được rất nhiều người, chỉ riêng cha nàng, Cố Duẫn Trí thì không qua mắt được lão có người cha nào lại không hiểu con mình chứ? Nuôi con gái từ nhỏ đến lớn, cố dẫn trí cũng biết tính tình con bé, vừa quật cường lại kiên định. Con bé không phải là người thấy khó đã lùi bước, hơn nữa vụ việc vừa rồi càng khiến nó kiên quyết phải làm bằng được mới chịu thôi. Trải qua biến cố vừa rồi, tình cảm của cố giai đồng với cha mình đã chuyển biến tốt đẹp hơn, không gây gắt lạnh nhạt như trước nữa. Ăn cơm xong nàng chủ động bưng chè xanh tới thư phòng mời cha. Bình thường cố dẫn trí cũng rất ít khi về nhà buổi trưa, hắn đang ngồi trong thư phòng ngồi xem tin tức thời sự lúc 12 giờ trưa. Thấy con gái mở cửa đi vào, hắn với tay cầm điều khiển tắt tivi đi cười nói, Giai đồng, hôm nay con không đi đâu sao. Chuyện, y đạo quan đồ. Dạ không, chỉ là buổi tối phải đi công tác nên giờ ở nhà nghỉ ngơi một chút. Nói những lời này cố dài đồng cũng thấy có chút trột dạ. Buổi tối nàng có hẹn với Trương Dương ở căn nhà riêng bên cạnh Hồ Thu Hà, đi công tác chỉ là cái cớ. Cô Duẩn Trí gật đầu thấp giọng nói, con thực sự muốn rút lui không cạnh tranh khu đất của cửa hàng bách hóa dệt đông giang sao. Trước đây hắn cũng không mấy quan tâm tới chuyện làm ăn của con gái mình, hôm nay đột nhiên lại chủ động hỏi đến. Cố dai đồng rót đầy một chén trà rồi đưa qua cho cha, cha, chẳng phải lúc trước cha đã dạy bảo con rằng lùi một bước biển rộng trời cao sao. Nếu như khu đất này mang lại nhiều chuyện phiền toái thì con cũng chẳng muốn dính dáng gì tới nữa chuyện, y đạo quan đồ. Cô Xuân Trí nhẹ nở nụ cười, Giai Đồng à, nếu như con nghĩ được như vậy thì thực tốt. Cô Giai Đồng cũng nhận ra cha đã nhìn thấu tâm tư mình, nàng cũng thâm tình cười cười lại. Cô Xuân Trí lại nói tiếp, nghe Minh Kiện nói con hợp tác cùng Trương Dương mở một nhà hàng ở Bắc Kinh. Sắp tới ta có cuộc họp trên Bắc Kinh, có cơ hội sẽ ghé qua thưởng thức một chút. cố Giai Đồng cười nói, thật tốt quá, chỉ có điều cũng chỉ là mấy món dân dã của Xuân Dương không biết có hợp khẩu vị của cha không nữa. Cô duẫn chí mỉm cười nói, ta cũng không mấy khát khe lắm về chuyện ăn uống. Đúng rồi, Trương Dương là người như thế nào? Cố Giai Đồng giật mình sửng sốt, tại sao cha nói chuyện một vòng rồi lại nói đến Trương Dương? Nàng biết cha sẽ không tự dưng vô duyên vô cớ hỏi mấy chuyện nhàn chán, lẽ nào cha đã biết mối quan hệ của mình với hắn? Trong lòng thì thấp thỏm bất an nhưng ngoài mặt Cố Giai Đồng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên nàng nhẹ giọng nói tiểu tử này cũng không tệ là người thẳng thắn cương trực giọng điệu nàng nói tỉ như người chị kể về em trai mình cô duẫn trí thấp giọng nói quả thực trương dương đã giúp gia đình chúng ta không ít cô giai đồng cười nói cũng nhờ hắn mà dưỡng dưỡng hồi phục lại được ít nhiều cô duẫn trí nhẹ gật đầu hắn là người có tài mà nghe nói lần trước ở bệnh viện hắn ra tay đánh lương thành long là vì bảo vệ con chống ngực cố giai đồng đập liên hồi nàng nhẹ giọng trả lời lại, bọn con cũng chỉ là bạn bè xã giao. Cô Duẩn Trí cũng không tiếp tục hỏi tới nữa mà lại tỏ ra mệt mỏi uể oải ngáp dài một tiếng. Cô Giai Đồng đứng dậy xin cáo từ, cha, cha nghỉ trước đi, con xin phép. Cô Giai Đồng trở lại phòng khách thì lại thấy Dưỡng Dưỡng đang ngồi nói chuyện với một người. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà là chồng nàng, Ngụy Trí Thành. Nàng ngẩn người tự nhủ, đột nhiên hắn ta lại tới đây, không biết vì chuyện gì nhỉ. Ngụy Trí Thành cười cười chỉ vào giỏ hoa quả nói, anh mới đi công tác ở Vân Nam về, nghe nói em xảy ra chuyện nên chạy tới thăm. Cảm ơn, cố dài đồng lạnh nhạt nói hai từ. Ánh mắt Ngụy Trí Thành chuyển lên lầu hai nhỏ giọng nói, cha đang nghỉ à. Cố dài đồng nhíu nhíu mày, người còn việc gì nữa không? Những lời này của nàng mang hàm nghĩa đuổi khách, căn bản nàng cũng chẳng thèm nể mặt mũi hắn chút nào. Ngụy Trí Thành nói, hôm nay anh tới là muốn nói chuyện với em cố dưỡng dưỡng biết ý đứng dậy nói chị anh rể hai anh chỉ cứ nói chuyện đi em đi vẽ tranh khỏi cần cố gia đồng lạnh lùng đáp trả lại chẳng phải ngươi bận việc lắm sao còn chưa chịu đi ngụy trí thành tỏ vẻ xấu hổ hắn ho khan một tiếng rồi thấp giọng nói mẹ anh bị bệnh lại hay nhắc tới em muốn em về nhà thăm nom cố gia đồng nhìn thẳng mặt ngụy trí thành nói ngụy trí thành ngươi vẫn không hiểu sao giữa hai chúng ta đã không còn chuyện gì để nói nữa rồi, người cần gì phải kéo cả bậc bề trên vào. Xin lỗi, ta sẽ không đi. Ngụy Trí Thành liếc mắt nhìn cố dưỡng dưỡng một chút rồi lại ra chiều khó khăn nói, anh biết trước đây đã không phải với em, thế nhưng anh sẽ sửa. Không cần thiết phải thế nữa. Cố dài đồng không chút lưu tình cắt ngang lời hắn nói, ta thấy hai chúng ta không có chút tình cảm vào, vậy việc gì phải miễn cưỡng làm gì nữa. Người không cần tìm ta, mà ta cũng sẽ không tới làm phiền ngươi. Buổi tối gặp lại Trương Dương, vì lúc chiều gặp lại Ngụy Trí Thành nên cố dai đồng cảm thấy tâm trạng không vui. Trương Dương nhạy cảm cảm thấy điều gì, vẫn tưởng rằng nàng ta bận tâm gì về chuyện làm ăn. Hắn ân cần hỏi nhỏ, sao vậy? Lại gặp phiền phức gì trong chuyện làm ăn à? Chuyện, y đạo quan đồ. Cố dai đồng lắc lắc đầu, gượng cười nói, ngươi còn chưa ăn gì, ta đã đặt một bàn lẩu rồi, đi ăn đi. Tháng 12, thời tiết Đông Giang đã chuyển lạnh, tuy rằng không lạnh bằng vùng Bắc Bộ, nhưng do gần sông Trường Giang nên độ ẩm không khí khá cao. Trương Dương cảm thán nói, đói thật đó, giờ có cả con lợn ở đây ta cũng ăn hết được. Cố dài đồng hờ hững ử nhẹ một tiếng rồi lại đáng chí nhìn chén rượu cả mình. Trương Dương cầm chén cụm một cái cười nói, làm sao vậy? Lại có kẻ nào dám khi dễ bắt nạt ngươi sao? Cố dài đồng cười nói, ai dám khi dễ ta chứ? Trương Dương gật gật đầu nói, bệnh tình của ông nội Yên Nhiên cũng không nặng lắm, hiện giờ đang trong thời kỳ dưỡng bệnh rồi, chắc nay mai sẽ khỏi nhanh thôi. Cố Gai đồng nâng chén nhấp một ngụm nhỏ rồi thấp giọng nói, hình như cha ta đã nhìn ra được điều gì đó. Đột nhiên Trương Dương cảm thấy nao nao, rất nhanh liền đoán ra hàm nghĩa của những lời này. Chẳng lẽ cô bí thư nhìn ra mối quan hệ của mình với Gai đồng? Ngẫm lại gần đây biểu hiện của mình ở Đông Giang cũng khá rõ ràng bắt đầu từ việc giai đồng gặp chuyện không may mình liền chạy một mạch tới đông giang rồi còn lần ở trong bệnh viện ra tay đánh lương thành long vì hắn nói năng lỗ mãng từ những việc trên có thể nhìn ra quan hệ của mình với giai đồng không bình thường chút nào mà cô bí thư lại là người đa mưu túc trí hắn ẩn ẩn nhìn ra điều gì thì cũng là lẽ thường tình vậy phải làm sao cố giai đồng đắn đo nhẹ giọng nói ta sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt tới tiền đồ của ngươi trương dương cười nói có gì mà ảnh với chẳng hưởng ta thì lại không nghĩ nhiều đến vậy, hai chúng ta là tự nguyện đến với nhau, liên quan gì tới người khác. Tuy ngoài miệng thì nói vậy chứ thực ra hắn cũng lo lắng tới Cố Gia Đồng, dù gì nếu như chuyện này đồn ra ngoài cũng khiến danh tiếng nàng ta bị bôi nhọ. Dù Trương Dương không lo lắng tới bản thân mình nhưng vẫn luôn quan tâm lo lắng tới người thân bên cạnh mình. Cố Gia Đồng thở dài nói, "Thôi, không nói mấy chuyện không tốt này nữa, uống rượu đi." trương dương cười cười vừa nâng chén rượu lên cái liền ngừng lại trên không bởi vì hắn thấy một người người kia chẳng phải ai khác chính là kẻ dạo trước bị hắn đánh ở trong bệnh viện lương thành long nhận ra trương dương lương thành long cũng giật mình sửng sốt nghĩ không ra ở đây lại gặp ngay trương dương cùng cố giai đồng đúng là oan ra ngõ hẹp nhìn theo ánh mắt của trương dương cố giai đồng cũng nhận ra lương thành long giờ nàng mới biết vì sao trương dương lại biểu hiện như vậy Lương Thành Long cũng chỉ thoáng sửng sốt một chút hắn liền ngượng cười hì hì đi tới. Hắn cười không phải với Trương Dương mà là với Cố Giai Đồng. Từ bận ở trong bệnh viện bị Trương Dương bạt tai giữa trốn đông người, tuy rằng hắn đã nhịn xuống nhưng mối nhục nhã đó hắn sao có thể quên được, hắn vẫn luôn ghi hận Trương Dương ở trong lòng. Hắn chủ động bắt chuyện chào hỏi với Cố Giai Đồng, thực không dám ngờ, chỗ này cũng có thể gặp được Tổng Giám Đốc Cố. Ngẫm lại Cố Giai Đồng cũng không có mâu thuẫn gay gắt gì với Lương Thành Long, nếu như người ta đã chủ động chào hỏi như vậy nàng cũng không thể không nể mặt được. Cố dài đồng mỉm cười đáp lại, giám đốc lương đó à? Ngài cũng tới ăn lẩu sao? Hay là ngồi ăn chung luôn đi? Lương Thành Long liếc mắt nhìn lướt qua Trương Dương một cái, tuy rằng đã cố gắng ẩn giấu nhưng sâu thẳm trong ánh mắt hắn vẫn toát lên chút sát khí nồng đậm. Lương Thành Long có thể quản lý được cả cái tập đoàn phong dụ lớn như thế này cũng không phải do ngẫu nhiên, lại càng không phải do chú hắn chiếu cố mà đây là dựa vào năng lực thực sự của hắn. Tuy rằng hắn là người có thù tất báo nhưng hắn cũng là người biết cách kiềm chế, dù sao ở đây cũng còn có cố giai đồng, hắn phải nhẫn nại khi lão giả cố duẫn trí kia vẫn còn tại vị. Lương Thành Long mỉm cười nói, ta đã hẹn trước với bạn ở đây rồi, không dám làm phiền hai người các ngươi nữa. Hắn lễ phép cáo từ cố giai đồng, rồi lại quay sang khẽ gật đầu với Trương Dương biểu hiện này của hắn khiến Trương Dương cũng phải nhận định lại thằng nhãi này. Trước mặt cứu nhân mà hắn có thể biển hiện bình tĩnh được như vậy chứng tỏ hắn cũng là người có chút bản lĩnh. Trương Dương nhìn bóng lưng lương thành long đi xa, Trương Dương thấp giọng nói, thực không ngờ thằng nhãi này là người biết kiềm chế. Đương nhiên cố dài đồng biết vì sao hắn phải nén giận như vậy, tất cả cũng đều bởi vì hắn nể sợ cha nàng. Nàng nhỏ giọng nói, danh tiếng gã này trên thương trường cũng không mấy tốt, hắn làm việc không từ thủ đoạn, ta nghĩ sau này cũng không nên quan hệ nhiều tới hắn. Trương Dương kinh thường nhếch mép cười nhạt, hắn dám làm hại người ta liền cho hắn phải cảm thấy hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Cố Giai Đồng có chút oán trách nước mắt nhìn hắn mắng nhẹ, dù gì ngươi cũng là một cán bộ nhà nước, sao suốt ngày lại ăn nói kiểu như phần tử xã hội đen như vậy. Ngoài miệng thì mắng vậy chứ trong lòng lại cảm thấy ấm áp, dù gì hắn cũng là quan tâm lo lắng cho nàng nên mới nói như vậy đột nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng nữ nhân tươi vui, Trương Dương. Đúng là ngươi thật à. Trương Dương quay đầu nhìn sang phía phát ra tiếng nói vừa rồi liền thấy Hà Vân Nhạn từ lúc nào đã đứng cạnh hai người bọn họ. Vẫn là khuôn mặt trang điểm rất đậm, vẫn là chiếc váy ngắn quảng cáo bia, chỉ có điều là của hãng bia khác, vẫn là đôi chân thon dài chắn muốt kia. Nàng vui vẻ đi tới trước mặt Trương Dương cười nói, thực là bạn tốt quá ha, tới Đông Giang mà cũng không gọi điện báo ta một tiếng. Trương Dương cười nói, chúng ta thành bạn tốt từ khi nào vậy? Hà Vân nhạn chừng mắt liếc nhìn hắn rồi lại chuyển ánh mắt sang cố dai đồng bên cạnh cười cười nói, hiện giờ ta đang bán bia cao bét, hai người chờ ta một chút, ta chạy đi lấy bia cho. Một lúc sau nàng ta mang tới tận sáu chai để lên bàn, không chờ Trương Dương nói tiếng nào đã nhanh tay mở cả sáu chai luôn. Trương Dương gượng cười nói, ta nói nhà đầu người bán hàng cho khách hay ép khách vậy. Báo trước cho người biết, hôm nay ta không mang tiền theo đâu đấy hà vân nhạn chu cái miệng anh đào mình lên nói lại ngươi tưởng ai cũng xấu tính như ngươi chắc bia này là ta mời cô ấy chứ đâu phải bán cho ngươi ngươi đừng có ở đó mà tự sướng nữa có được hay không hà vân nhạn nói mấy lời này cực kỳ tự nhiên trôi chảy như không hề xem mình là người ngoài mà ngược lại càng tỏ ra nàng quen thân với cố giai đồng hơn cả trương dương cố giai đồng ngồi một bên mỉm cười liếc mắt nhìn trương dương trong ánh mắt ẩn chứa chất tiểu ý như châm chọc trương dương. Ai bảo ngươi hoa tâm trang hoa cho lắm vào, giờ thì gai hoa đâm vào tay cho. Lần này cố dài đồng là hiểu hầm trương dương, quả thực từ trước đến giờ trương dương chưa từng nghĩ đến vấn đề bậy bạ nào với cô nàng Hà Vân Nhạn này. Trương Dương cười khổ lắc đầu nói, tiểu nha đầu này, sáng sớm mai ta đã phải bay về Bắc Kinh rồi, không nghĩ tới tối nay ngươi lại moi tiền của ta như vậy. Đúng lúc này thì có người ở bàn khác gọi bia, Hà Vân nhạn khoát tay nói với cố dài đồng cùng Trương Dương, các người cứ ăn đi, ta đi làm chút chuyện, bao giờ uống xong thì gọi ta. Cố dài đồng dịu dàng cười nói, cứ từ từ thong thả mà đi. Tới tận đến lúc Trương Dương cùng cố dài đồng cơm nước XNG xuôi Hà Vân nhạn cũng không có thời gian rảnh rỗi tới nói chuyện, xem ra công việc bán bia này cũng bận rộn ra phết. Trương Dương nhanh nhẹn cầm hóa đơn thanh toán, thấy Hà Vân Nhạn vẫn đang tất bật chạy đôn chạy đáo, Trương Dương cũng bỏ ý nghĩ qua đó chào nàng ta một tiếng, cùng đứng dậy với cố giai đồng rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng đột nhiên lại có người đứng ra chặn đường bọn họ. Thấy người kia cố giai đồng không khỏi ngẩn người, trăm nghìn lần nàng cũng không nghĩ ra chồng nàng, Ngụy Trí Thành đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Ngụy Trí Thành mặt đỏ bừng bừng, đôi lông mày dập dạp nhíu chặt vào nhau, hai mắt hắn toát rõ sự ghen ghét nhìn chằm chặp Trương Dương. Trương Dương cũng chưa từng gặp qua Ngụy Trí Thành bao giờ nên cũng không biết hắn, vẫn tưởng rằng hắn tới tìm cố giai đồng gây phiền phức. Trương Dương lạnh lùng nói, có chuyện gì sao? Ngụy Trí Thành chuyển ánh mắt nhìn cố giai đồng cả tiếng nói, người không muốn trở về với ta nguyên nhân cũng vì thằng nhãi này sao? Cố giai đầu lắc lắc đầu, vì sợ hãi mà khuôn mặt nàng cũng tái nhợt cả đi nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói lại, Ngụy Trí Thành, ta với người có trở lại hay không cũng đều không liên quan gì tới người khác. Hơn nữa ta ăn cơm với bằng hữu cũng đâu thuộc phạm vi quản hạt của ngươi. Ngụy Trí Thành cười lạnh gần giọng nói, ăn, sợ rằng hắn đã ăn ngươi luôn rồi. Ngụy Trí Thành, ngươi cút mau cho ta, cố dài đồng cũng giận dữ quát lớn lại. Ngụy Trí Thành hung hăng gật đầu rồi phun hai chữ oán độc tiện nhân. Tiếp đó hắn liền giơ cao tay phải muốn tắt cố dài đồng một cái. Thế nhưng tay hắn vừa hạ được xuống nửa đường thì bị Trương Dương tóm gọn, ngươi có còn là đàn ông nữa không? Sao dám đánh phụ nữ như vậy? Ngụy Chí Thành giận dữ hét lớn, thực sự ta muốn xem thằng nhãi con như người có bản lĩnh gì. Bị hắn nói như vậy nhưng Trương Dương chỉ đẩy tay hắn ra sau không nói năng gì. Trương Dương cũng không phải là sợ hắn mà chỉ không muốn gây khó khăn cho cố gia đồng. Trong nhà hàng rất đông người ăn, Ngụy Trí Thành lại lớn tiếng như vậy hiển nhiên thu hút được rất nhiều ánh mắt người khác nhìn lại. Ngụy Trí Thành lại tay chỉ thẳng mặt cố giai đồng giận dữ hét lớn, người dám lén lút quan hệ với người khác sau lưng ta, thử hỏi ngươi có tư cách làm vợ hay không. Sắt mặt cố dài đồng tái nhợt hẳn đi, hai môi nàng cũng run run. Trước kia nàng vẫn chỉ nghĩ rằng hắn ta là người vô tình, nhưng hiện giờ nàng mới hiểu rõ con người hắn, bị ổi ti tiện. Ngón tay ngụy Trí Thành lại chỉ thẳng mặt Trương Dương gào lớn, còn ngươi thì sao? Chỉ là một thằng nhãi mặt trắng miệng còn hôi sữa. Trương Dương nắm chặt hai tay lại, đang định lao lên đạp cho gã chó chết kia thừa sống thiếu thì bỗng nhiên một bóng dáng xinh đẹp lại chắn trước mặt hắn. Ngoài dự tính của tất cả mọi người ở đây, đột nhiên một cô bé mặc váy bán bia lại xông tới tạt thẳng cốc bia vào mặt Ngụy Chí Thành. Ngụy Trí Thành cũng ngẩn cả người, chẳng hiểu sao con bé lạ hoắc kia lại tạt bia vào mặt mình. Hà Vân nhạn một tay ôm chặt cánh tay Trương Dương, một tay chỉ thẳng mặt Ngụy Trí Thành cả giận nói lớn, hắn là bạn trai của ta, người có thể mắng chửi vợ ngươi nhưng tuyệt đối không được động đến bạn tai ta ta thực chưa thấy kẻ nào như ngươi đầu đội mũ xanh mà còn ở đó lớn tiếng gào ầm cả lên nói xong nàng kéo tay trương dương lạnh lùng nói chúng ta đi không ở đây lôi thôi với bọn họ nữa trương dương đột nhiên hiểu ra đây là hà vân nhạn muốn giải vây cho mình nội tâm không khỏi cảm thấy cảm động bội phần thế nhưng hắn sao có thể bỏ đi sao có thể bỏ mặc cố dai đồng được mọi người xem náo nhiệt ở xung quanh thấy tràng cảnh biến hóa như vậy đều cho rằng ngụy trí thành là kẻ đa nghi đã có mấy cô nàng thấy trướng mắt buông lời chỉ trích hắn cố giai đồng không nói lời nào mà chỉ lạnh lùng đi ra ngoài cửa lớn lương thành long đang ngồi ăn ở trên lầu vẫn một mực quan sát sự tình dưới lầu qua cửa sổ đột nhiên hắn lại nở nụ cười âm hiểm rồi hắn cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay của mình cảm thấy phấn khích khó tả điện thoại di động đúng là thứ tốt mất bao công sức bày mưu tính kế cũng không thành, vậy mà chỉ một chiếc di động lại làm lên việc. Lần này hắn có thể giải tỏa nỗi uất hận chất chứa trong lòng lâu nay. Không cần tới ngày mai, chuyện xấu của cố giai đồng sẽ là tâm điểm để dư luận bàn tán xôn xao. Trương Dương vội vã đuổi theo cố giai đồng. Hà Vân nhạn định kéo tay hắn lại nhưng do chậm mất một nhịp nên hắn đã vụt chạy mất, nàng đành phải đuổi theo hắn nhẹ giọng nhắc nhở, đừng đuổi theo, người thấy còn chưa đủ phiền phức hay sao. Trương Dương không nói nửa lời vẫn cứ đuổi theo cố dai đồng ra tận ngoài cửa thì thấy cố dai đồng đã chui vào xe rồi nổ máy chạy thẳng một mạch đi. Hà Vân nhạn thở hồng hộc nói, bỏ đi, người ta đã đi rồi, đừng đuổi theo nữa. Trương Dương chừng mắt hung thần ác sát hét lớn, ta cần ngươi ở đấy nói à. Cút đi. Hà Vân nhạn mày liếu dựng ngược cả giận mắng lại, ngươi có còn là đàn ông nữa hay không? Ta giúp ngươi, ngươi không trả ơn thì thôi lại còn vong ân phụ nghĩa như vậy à. Trương Dương cảm thấy tâm tình phiền muộn đến khó tả, hắn vung tay lên lạnh lùng nói, còn ở đó nói nhảm nữa có tin ta đánh ngươi không? Hà Vân nhạn ngẩng đầu cương quyết nói lại, ngươi đánh đi, có gan thì cứ đánh. Trương Dương giả bộ muốn đánh vào mông nàng ta, Hà Vân nhạn sợ hãi hét lớn một tiếng hai tay che mông ngồi trồm hổm xuống đất. Đúng lúc này thì điện thoại của Trương Dương lại rung mạnh, Trương Dương vội vàng mở máy ra nghe chị Giai Đồng, điện thoại vẫn chỉ truyền đến tiếng hô hấp rồn rập của cố giai đồng, mãi một lúc lâu sau nàng mới bình tâm lại nói, xin lỗi. Ta nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian. Trương Dương nặng nề ngắt điện thoại. Hà Vân nhạn đứng lên kéo kéo ống tay áo Trương Dương ra chiều đồng tình nhỏ giọng nói có phải thấy khó chịu lắm không? Trương Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lại nàng ta. Hà Vân nhạn nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi nói, chờ ta năm phú, ta mời ngươi đi uống rượu. Trương Dương vẫn lặng lẽ đứng yên, không hề có phản ứng gì. Chờ ta đó nha, Hà Vân Nhạn vừa chạy đi lại quay đầu lại dặn dò. Trương 120, cơ hội. Hà Vân Nhan thay y phục, dắt xe đạp của nàng ra tới cửa, Trương Dương vẫn đang đứng ở cửa vẻ mặt trông ngây ngốc, Hà Vân Nhan vươn bàn tay quơ quơ trước mặt hắn, này. Người bị đần à? Người mới đần ấy. Hà Vân Nhan bật cười khanh khách, ngồi trên đi. Trên. Ta ở sau. Người sau. Hà Vân Nhan lúc này mới hiểu những ý đen tối của tiểu tử kia, đỏ mặt mắng, đổ lưu manh, thật là không biết xấu hổ. Cho người ngồi sau. Trương Dương gật đầu lập tức nhảy lên ngồi phía sau làm cho tay lái Hà Vân Nhan hơi lung lay một chút rồi lập tức cân đối lại, nàng đạp chiếc xe bon bọn chạy mang theo Trương Dương ngồi sau tiến về phía trước. Trương Dương ngồi phía sau, trong đầu đang suy nghĩ thực sự không ngờ Ngụy Trí Thành lại là cái dạng người như vậy, nếu như không phải có Hà Vân Nhan tới giải vây đúng lúc, sợ rằng chuyện này càng hỏng bét tuy rằng hắn và cố giai đồng là vợ chồng trên danh nghĩa thế nhưng cả hai người trước giờ đều chẳng có một chút tình cảm nào dành cho nhau nếu cả hai đều như thế thì chi bằng sớm kết thúc cuộc hôn nhân này cho đỡ mệt mỏi ngụy trí thành lấy cái tư cách gì để chỉ trích cố giai đồng hà vân nhan đưa trương dương tới chỗ chợ đêm minh châu kiều nàng dừng xe đạp nói với trương dương ta không có nhiều tiền a à, chỉ có thể mời ngươi ăn ở chợ đêm thôi trương dương cười nói có chút tấm lòng là đủ rồi hay là để hôm nay ta mời đi coi như tạ ơn ngươi đã giải vây cho ta hà vân nhan đương hắn tới một quán mà nàng vẫn thường hay ăn ở chợ đêm ta mời ngươi là khách ở xa tới ta là địa chủ phải đứng ra mời khách chứ trương dương gọi một chai rượu gạo tâm tình hắn không được tốt cho lắm muốn mượn chút rượu để giải sầu hà vân nhan rót chén rượu cho hắn nhẹ giọng nói mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm mà thôi Ta xem ngươi đừng có uống, gọi cho Cố Gia Đồng đi xem. Trương Dương bóc vỏ một con tôm rồi bỏ vào trong miệng, lòng hiếu kỳ của ngươi cũng cao thật a. À. Hai người các ngươi có phải hay không không có chuyện gì? Trương Dương chừng mắt liếc hắn, sự hiếu kỳ đôi khi hại chết người đó. Trong đầu ngươi sao lại có mấy cái ý tưởng bát nháo ấy nhỉ? Hà Vân Nhan cười nói, ta nhìn ra được, lúc ta với ngươi nói chuyện, nàng cứ thi thoảng lại nhìn về phía ta, rõ ràng là có sự đố kỵ mà đừng có cho rằng ai cũng như ngươi thế chứ lòng người phụ nữ đôi khi rất nhỏ nhen trương dương về điều này ngươi không thể rõ bằng ta được đâu hà vân nhan cầm lấy bình rượu rót cho trương dương nháy nháy mắt mà ngươi cũng thật bản lĩnh a à, câu dẫn vợ người khác không sợ trời phạt hả trương dương đang nốc cả một chén rượu nghe những lời này của nàng không khỏi sặc hết cả lên mũi thật vất vả lắm mới đỡ được tay cầm lấy giấy ăn lau lau một chút miệng nói con mẹ nó chứ, ta thật sự là không dám a, à, ăn bữa cơm này của ngươi rồi đi cấp cứu chắc không bó. Hà Vân Nhan nhỏ giọng, ánh mắt đầy thâm ý trột dạ a. À. Ta đường đường chính chính, ngay thẳng vô cùng, có cái gì mà sợ. Trương Dương ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Hà Vân Nhan, mà này sao ngươi cứ phải vặn ta chuyện này thế? Không phải là coi trọng ta rồi đó chứ. Coi lại ngươi xem, nhìn từ đầu đến chân, rồi cả trong đầu ngươi nữa, chẳng có một chút gì thuần khiết cả ta hoàng hoa khuê nữ, thế nào lại coi trọng một kẻ lưu manh như ngươi? Đừng để ta thô lỗ với ngươi. Ngươi dám, Hà Vân Nhan vừa nói vừa dơ bình rượu lên. Hai người nhìn nhau chằm chằm rồi đồng thời bật cười, cười rất thoải mái, rất vui vẻ. Mãi cho tới lúc Trương Dương lên máy bay, cố dài đồng cũng không có chủ động liên lạc với hắn. Trương Dương thì cứ lo lắng mãi, suy nghĩ xem có nên gọi điện chào nàng một câu không. Bất quá lại nghĩ sau chuyện tối qua tâm trạng nàng hẳn là không tốt, để cho nàng thanh tĩnh một chút cũng tốt. Cố dài đồng tối qua sau khi ly khai khỏi đó, cứ lái xe đi miên man khắp nơi mãi tới nửa đêm mới về đến biệt thự ở chỗ số 9 chữ tính. Đêm đó nàng đã thức trắng cả đêm, nàng dự cảm chuyện này sẽ không qua nhanh như vậy. Quả nhiên sáng hôm sau, Ngụy Trí Thành đã tới nhà nàng, biểu hiện của hắn lúc này vô cùng lãnh tính, hắn tới là để gặp lão nhạc phụ cố Duẫn Chi. Bởi vì đang là cuối tuần, sáng sớm cố Duẫn Chi đã đang chơi bóng trong sân với dưỡng dưỡng, thấy con rể tới hắn mỉm cười bảo ngụy trí thành vào phòng khách giao dưỡng dưỡng cho giai đồng chiếu cố ngụy trí thành biểu tình rất nghiêm túc hắn thấp giọng nói không cần ta tới là có chuyện muốn nói với cha nói với ta cố duẫn chi có chút kinh ngạc nhìn hắn thong thả ngồi xuống ghế trong lòng hắn cũng thập phần lo lắng từ trước tới giờ lão vẫn luôn khuyên con gái nhưng xem chừng chuyện tình cảm của nó và ngụy trí thành tựa hồ đã đi tới bế tắc rồi không có bất luận một dấu hiệu hòa hảo nào Ngụy Trí Thành thấp giọng, cha, ta vốn không muốn nói, nhưng đối với người, ta nghĩ không nên giấu. Cố Duẫn Chi ghét nhất là nói chuyện kiểu ấp úng như thế này, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nói, người một nhà cả, có gì thì cứ nói. Ngụy Trí Thành hít một hơi nói, gia đồng có người ở ngoài. Những lời này tiếng xét ngang tai Cố Duẫn Chi, đồng thời cũng khiến cho dưỡng dưỡng nghe sợ ngây người. Bộ dáng mỉm cười trên mặt Cố Duẫn Chi nhất thời thu liễm. Ngụy Trí Thành nói, ta đã kiểm tra, kẻ kia tên gọi là Trương Dương, là một tiểu cán bộ chủ nhiệm văn phòng đại diện Bắc Kinh. Cố dưỡng dưỡng giận dữ cắt đứt lời hắn, tỷ phu, người thế nào có thể nói như vậy? Tỷ ta không phải loại người như thế, Trương ca cũng vậy. Người dựa vào cái gì mà nói như thế? Ngụy Trí Thành thấp giọng, dưỡng dưỡng, ta không có nói xấu nàng, tối qua chính ta đã tận mắt nhìn họ đi ăn cùng với nhau, trông vô cùng thân mật. Cố Duẩn Chi bỗng lên tiếng, ngươi tin sao? Ngụy Chí Thành gật đầu. Cố Duẩn Chi chỉ tay ra ngoài cửa, bình tĩnh nói, đi đi. Ngụy Chí Thành ngạc nhiên nhìn Cố Duẩn Chi, hắn vẫn chưa có minh bạch ý tứ của lão nhạc phụ. Trên mặt Cố Duẩn Chi phủ kín một tầng lãnh khốc trước giờ chưa bao giờ có cút. Cha, ta không phải cha ngươi, ngươi biết tôn trọng giai đồng cũng là tôn trọng ta. Đừng cho rằng sau khi hai đứa ngươi kết hôn ta không biết ngươi làm những cái gì. Hừm, chưa cần nói là cố gia đồng không có làm, kể cả nó có làm như vậy thì đã làm sao? nó là con gái ta, bất luận thế nào ta cũng đứng trên lập trường về phía nó. ta đã cho ngươi thể diện, nhưng là ngươi không cần. ngụy trí thành cả người ngây ra, hắn ủ rũ đứng lên thấp giọng nói: ta ta chỉ là muốn vãn hồi. cố dưỡng dưỡng không chút khách khí nói với hắn: ngươi không nghe cha ta nói gì sao? trên khuôn mặt anh tuấn của ngụy trí thành biểu hiện oán độc vô cùng hắn lẳng lặng ly khai khỏi căn biệt thự ấy, trong lòng minh bạch bản thân không có còn cơ hội bước chân vào đó nữa. Cố Duẫn Chi xoay người lại, đã thấy Cố dài Đồng đứng ở cửa nhà, nàng nhìn phụ thân, nước mắt đã lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. Từ trước tới giờ giữa nàng và phụ thân vẫn tồn tại một vách ngăn cách thật sâu, nàng vẫn cho rằng cha không quan tâm tới tình cảm, tới hạnh phúc của nàng, nhưng hiện tại nàng mới biết được, cha tuy rằng chưa bao giờ nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho nàng, vẫn luôn quan tâm yêu thương nàng. Cha, cố dài đồng đi tới trước mặt cố Duẫn chi, thanh âm của nàng run run, bỗng nhiên bật khóc nước nở mà ủa vào lòng cha. Cố Duẫn chi nhẹ nhàng vỗ về, bàn tay vuốt ve mái tóc của đứa con gái, nhỏ giọng an ủi, nhà đầu ngốc, lớn như vậy cư nhiên còn khóc nhẹ, Ngộ mỗi người chê cười kìa. Con xin lỗi, cha. Hai tay cố Duẫn chi đặt lên vai đứa con gái, nhìn thẳng vào mắt dài đồng nói rõ ràng từng chữ, chúng ta là người một nhà, Vĩnh Viễn đừng bao giờ nói hai chữ xin lỗi. Vèo cái đã tới cuối năm, Lý Trường Vũ vẫn an an ổn ổn, trên cũng không có tiếp tục truy cứu trách nhiệm của hắn, cũng chưa thấy động tĩnh an bài công tác tiếp cho hắn. Sau khi ly hôn với Chu Hồng Mai, hắn về sống cùng với Cát Xuân Lệ, hai người thuê một căn hộ ở Giang Thành, đón tàu từ Tô lão thái tới, sống những ngày yên bình. Những Cát Xuân Lệ vẫn nhận ra mặc dù bên ngoài Lý Trường Vũ luôn tỏ ra bình thản, nhưng trong nội tâm hắn vẫn tồn tại cảm giác mất mát trên con đường làm quan này hắn đã dốc sức làm hơn 20 năm, bây giờ đột nhiên lại bị như thế này, trong lòng không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ. Nhưng các xuân lệ cũng chẳng khuyên hắn, đấu tranh chính trị chính là như thế, một khi đã thua, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện nếu không rất khó để xoay chuyển thế cục. Nàng không muốn người mình yêu trầm luân xuống dưới, vẫn thường bảo hắn điện cho Hồng Vĩ Cơ một chút, hai người là bạn cùng học, cũng là cùng một phe cánh, biết đâu Hồng Vĩ Cơ có thể giúp được gì, nhưng mỗi lần đề cập tới điều này Lý Trường Vũ đều lắc đầu cười khổ, qua cơn phong ba này, hắn đã thấy rõ từng người, Hồng Vĩ Cơ tuy rằng là như thế, nhưng hắn lại vẫn cứ luôn bo bo giữ mình. Huống chi biến cố lần này là do chính lão đại của tỉnh Bình Hải Cố Duẫn Chi gây nên, đây là ván cơ của Cố Duẫn Chi và Hứng Thường Đức, đây là do hắn bị cố bí thư coi là vây cánh của Hứa Thường Đức mà bị cuốn vào, mà hiện trạng của Hồng Vĩ Cơ khá hơn mình cũng chẳng là bao nhiêu. Hiện tại thị trường Giang Thành Lê Quốc Chính còn chưa khỏi bệnh, phó thị trường tả viễn triệu nhiễm nhiên trở thành thị trường. Bản thân Lý Trường Vũ là thường vụ phó thị trường, nếu như chuyện này không xảy ra, dựa theo quy củ thì chức thị trường Giang Thành vốn là phải thuộc về hắn. Nghe tin tức hàng ngày mà trong lòng không khỏi cảm thán ông trời đối với hắn bất công, lẽ nào con đường làm quan của hắn lại kết thúc như thế này? Ngay trong lúc hắn tuyệt vọng, thì nhận được giấy báo nhập học của trường đảng tỉnh. Đợt học tập này là do bí thư tỉnh ủy cố dẫn chu khởi xướng các học viên tham gia đợt học này đều là cán bộ cấp thị trường, phó thị trường từ các nơi tổng tỉnh. Nhận được giải báo, trong lòng Lý Trường Vũ không khỏi lo lắng, hắn đối với vị lão đại cố dũng chi này sinh ra một cảm giác kính nể khó nói, lần này được gọi đi học không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Tuy rằng Lý Trường Vũ đoán được chuyện này tới 9 phần là chuyện tốt, một cán bộ được gọi đi học ở trường đảng là một chuyện mong còn không được. Bất quá nội dung học tập lần này là về đẩy mạnh tính liêm khiết trong cán bộ đảng viên, điều này không khỏi khiến cho Lý Trường Vũ một chút thấp thỏm, lúc trước không phải mình mứa oi bị thanh tra về phương diện này sao? Không lẽ lần này được đưa đi làm nhân vật phản diện điển hình, cô bí thư hẳn là sẽ không làm cái việc như vậy chứ? Nhận được giấy báo này, vui mừng nhất chính là Cát Xuân Lệ, nàng cho rằng đây khẳng định là chuyện tốt, tỉnh gọi Lý Trường Vũ đi học như thế này có nghĩa là sắp có công việc phần công cho hắn, đối với Lý Trường Vũ mà nói đây tốt hơn là cứ ngây ngốc ở một chỗ như thế này. Trương Dương hiện đang bận rộn tại Bắc Kinh, ở văn phòng đại diện tại Bắc Kinh vào những dịp cuối năm như thế này hết sức là nhiều việc. Không tiếp đón các vị lãnh đạo huyện thì cũng là có người muốn khiếu nại vượt cấp. Đối với những người này thì trước hết là tận tình khuyên giải, sau là dùng hết mọi thủ đoạn để đuổi về quê bằng được, cái này thực sự là cũng không có biện pháp. Trung Quốc cả tỷ dân, nếu ai cũng cứ có việc là muốn kiến nghị vượt cấp thì không phải là khiến cho lãnh đạo trung ương mệt chết sao? Tận tình khuyên giải thì không phải là sở trường của Trương Dương, nhưng đe dọa và uy hiếp thì đúng là nghề của chàng. Hầu như lần này hắn rét ai suối thủ xong là người ta cũng phải thành thành thật thật mà lên đường về Xuân Dương. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 120